Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 14. Ta giúp ngươi không phải vì ngươi đẹp trai, đương nhiên là có ý đồ khác. Ông là quản sự của Tiên Bảo Các, còn là quản sự của Thanh Châu, chắc chắn sẽ không tham chút tiền tài, mà ông ta coi trọng tình người, một người có thể trở thành cường giả siêu mạnh trong tương lai. Lời này của Diệp Quân đúng là những gì ông ta muốn nghe. Ông lão quản sự suy nghĩ rồi nói, Diệp công tử, người mang thiên mệnh nhắm vào ngươi, đúng với ý của phe thế gia và phe tông môn, nhưng theo ta được biết, phía thư viện vẫn ủng hộ ngươi, vì vậy, ngươi phải xin sự giúp đỡ từ những trưởng lão trong thư viện. Diệp Quân lắc đầu, ta không liên lạc được với người trong thư viện. Ông lão quản sự mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân thành khẩn nói, nếu tiền bối giúp đỡ, ta sẽ vô cùng cảm kích, sau này nhất định sẽ báo đáp. Ông lão quản sự trầm giọng nói, Diệp công tử, nói thật, ta cũng không thích việc làm của thư viện. Nói đến đây, ông ta cắn răng, thôi bỏ đi, cho dù là đối đầu với người mang thiên mệnh, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần. Diệp Quân gật đầu, được. Ông lão quản sự mỉm cười, trong lòng hơi vui vẻ. Tình người. Nếu có lựa chọn, ông ta chắc chắn cũng sẽ giúp người mang thiên mệnh, nhưng không còn cách nào khác, thân phận này thật sự quá lớn mạnh. Bây giờ, ông ta không thể tiếp xúc với người mang thiên mệnh, đối phương không thèm để ý đến một quản sự nhỏ bé như ông. Nhưng Diệp Quân cũng không tệ. Không, phải là rất giỏi mới đúng. Tài năng, tính cách, tình cảm đều rất cao, chỉ thiếu mỗi gia thế, nếu có gia thế thì quá tốt. Nghe đến đây, ông lão quản sự thầm thở dài. Gia thế. Phải nói rằng gia thế rất quan trọng, gia thế tốt thường quyết định chỗ đứng của ngươi. Diệp Quân cái gì cũng hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi gia thế, nếu không, theo ông ta thấy, lần này Diệp Quân đấu với người mang thiên mệnh, cũng có cơ hội thắng. Chàng trai này thật tài giỏi. Ông lão quản sự nhìn Diệp Quân, càng nhìn càng thấy hài lòng, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, có nên giới thiệu cháu gái mình cho chàng trai này không nhỉ? Nghĩ đến đây, ông ta lắc đầu cười. Thôi bỏ đi. Gả cháu gái cho chàng trai này chẳng khác nào sẽ bị trói buộc với cậu ta. Ván cược này quá lớn. Cho chàng trai này nợ tình người là đủ rồi, ông ta chỉ là một quản sự nhỏ bé, trò chơi này quá lớn. Ông ta không có tiền vốn, hơn nữa cũng dễ thua. Bình an vô sự là được. Ông lão quản sự bình tĩnh lại nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi phải về Nam Châu sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, tiền bối có đề nghị nào tốt hơn không? Ông lão quản sự cười nói, ta sẽ lập tức giúp ngươi liên hệ với người của thư viện, bảo họ đến gặp ngươi, ta nghĩ ngươi nên ở lại thêm vài ngày, đây là địa bàn của ta, ở đất Thanh Châu này, ta cũng có chút danh tiếng, cho dù người của thư viện nhắm vào ngươi thì ta cũng có thể đối phó giúp ngươi. Nếu bây giờ ngươi về Nam Châu thì ta không thể giúp được nữa. Diệp Quân gật đầu, vậy ta nghe theo lời tiền bối. Ở lại vài ngày. Ông lão quản sự gật đầu, ta đi liên hệ với các trưởng lão của học viện, trong thời gian này, Diệp công tử có thể đi dạo trong Thanh Châu, ngươi yên tâm, bây giờ chưa có ai dám động vào ngươi đâu. Diệp Quân cười nói, được. Ông lão quản sự quay người rời đi, Diệp Quân lại đột nhiên nói, tiền bối, ta nên gọi ông thế nào? Ông lão quản sự mỉm cười, bọn họ đều gọi ta là phó quản sự. Ngươi gọi ta là lão phó là được. Phó quản sự. Diệp Quân gật đầu, ông phó, làm phiền ông rồi. Ông phó cười nói, chuyện nhỏ. Nói xong ông ta quay người rời đi. Diệp Quân trầm mặc tại chỗ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, hay là đến gia tộc họ Diệp xem thử đi. Gia tộc họ Diệp. Diệp Quân sững sờ, sau đó nói, là gia tộc họ Diệp mà kiếm chủ nhân gian từng ở sao. Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, ta cũng muốn đi xem thử nơi kiếm chủ nhân gian từng ở. Tiểu Tháp nói, đi bên phải. Diệp Quân khẽ nhíu mày, ngươi biết đường sao? Tiểu Tháp im lặng. Mẹ nó. Không cẩn thận suýt nữa là lộ rồi. Tiểu Tháp cười nói, ta từng đến Thanh Châu rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi về phía bên phải. Trên đường đi. Tiểu Tháp nói, người định đánh giết đến Tổng viện của Thư viện Quan Huyên sao? Diệp Quân khẽ nhíu mày, tại sao phải đánh giết Tổng viện của Thư viện Quan Huyên? Tiểu Tháp đáp, Thư viện chắc chắn sẽ đứng về phía người mang thiên mệnh, mà người mang thiên mệnh không thích ngươi,
chắc chắn sẽ đối đầu với ngươi, vì vậy tiếp theo ngươi sẽ giết luôn tổng viện của thư viện Quan Huyên à? Diệp Quân lắc đầu cười nói, Tháp gia, ngươi thật cực đoan, có phải trước đây từng chịu đả kích gì không? Tiểu Tháp im lặng. Mẹ kiếp, ta từng chịu đả kích từ ông nội và cha ngươi đấy. Diệp Quân nghiêm túc nói, Tháp gia, người mang thiên mệnh có thể tranh giành, tại sao ta thì không? Hắn kết giao với phe thế gia và phe tông môn, ta kết giao với thư viện, hắn có nhiều người ủng hộ, ta cũng có thể tạo các mối quan hệ khác, kết thêm nhiều bạn bè. Hắn cười nói, ta sẽ không công khai chống lại thư viện, ta muốn đường đường chính chính đấu với gã, ta muốn đến tổng viện của thư viện Quan Huyên, muốn đích thân khiêu chiến gã, ta sẽ quang minh chính đại giết gã. Chết tiệt, chẳng phải gã nói có gã thì không có ta, có ta thì không có gã sao? Được thôi, vậy thì một chọi một. Diệp Quân càng nghĩ càng tức, hắn quay người đi về phía Tiên Bảo Các. Tiểu Tháp thấy hơi khó hiểu, người định làm gì? Diệp Quân vô cảm nói, ta muốn ông phó giúp ta đưa thư khiêu chiến đến tổng viện của thư viện Quan Huyên, ta muốn đấu riêng với gã, bây giờ ra rất muốn giết gã. Nói xong, hắn càng tăng tốc, Tiểu Tháp im lặng. Mẹ nó, tinh khí này của nhà các ngươi di truyền đấy à? Coi thường sống chết, không phục thì đòi giết. Ngươi muốn khiêu chiến với người mang thiên mệnh sao? Trước cổng Tiên Bảo Các, ông phó khó tin nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, phải. Ông phó nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, chẳng phải gã nói có gã thì không có ta, có ta không có gã sao? Đã thế thì một đấu một đi. Ông phó không nói gì. Ngươi gan dạ đấy. Diệp Quân lấy giấy bút ra, sau đó bắt đầu viết, trận chiến ngày hôm đó, ngươi không hề quan tâm đến đạo đức võ thuật, gọi thiên đạo đến trợ giúp cũng không có tác dụng gì. Thiên đạo quá yếu. Một nhát kiếm đã tiêu diệt được, quả thật chẳng thú vị gì cả. Bây giờ ngươi nói có người không có ta không có ngươi, đã thế thì tại sao không đánh? Địa điểm, thời gian và quy tắc đều do ngươi chọn, ta vô địch, tùy ý ngươi. Viết xong, Diệp Quân lại vung cây bút lên đề tên mình lên đó. Đọc thư khiêu chiến của Diệp Quân, ông phó im lặng không nói gì. Ngông cuồng! Đây là cảm nhận đầu tiên của ông ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta có tính huênh hoang thế thật sao? Người mang thiên mệnh và Diệp Quân đã từng đấu với nhau, trận chiến đó cũng có thiên đạo tham chiến. Thế nhưng người mang thiên mệnh vẫn thua đấy thôi. Đây không phải là ngông cuồng, huênh hoang mà gọi là tự tin. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, ông phó, thư này có thể cho cả vũ trụ biết không? Ông phó nhìn Diệp Quân, người muốn làm lớn chuyện này à? Diệp Quân gật đầu. Ông phó im lặng một lúc rồi nói, được, chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần đăng lên báo Quan Huyên là được. Diệp Quân khó hiểu, báo Quan Huyên. Ông phó cười nói, là báo do Tần các chủ của Tiên Bảo Các lập ra vào năm đó, mỗi ngày trên đó đều sẽ cập nhật rất nhiều chuyện xảy ra. Nói rồi ông ta lấy một tờ giấy đưa cho Diệp Quân đọc lướt qua rồi sửng sốt, chuyện hắn ở Thư viện Thanh Châu đều đã được ghi chép lại trên đó. Nhưng vẫn có chút sai lệch với sự thật, hơn nữa có vài chỗ được phóng đại, nói quá. Ông phó nói, muốn cho cả vũ trụ biết thì chỉ có cách là đăng lên báo Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, vậy thì đăng báo. Ông phó nhìn Diệp Quân, phải có tiền. Diệp Quân sửng sốt. Ông phó cười khổ nói, muốn đăng lên báo Quan Huyên thì phải trả tiền, nhưng chuyện này của ngươi thì không cần trả tiền, bởi vì một khi thư khiêu chiến của ngươi được đăng trên báo chắc chắn sẽ bán rất chạy. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi đăng lên báo, ngươi và người mang thiên mệnh sẽ rơi vào thế cục không chết thì không tha. Diệp Quân gật đầu, ta nghĩ kỹ rồi. Ông phó gật đầu, ừ, vậy ta đi làm cho ngươi. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Ông phó lắc đầu cười, đừng khách sáo. Nói rồi ông ta xoay người đi. Diệp Quân cũng xoay người rời đi. Đến gia tộc họ Diệp dạo một vòng. Trên đường đi. Tiểu Tháp bỗng nói, thật ra ngươi hoàn toàn có thể cẩn trọng trước, bây giờ làm thế quả thật hơi hành động theo cảm tính. Diệp Quân mỉm cười, Tháp gia dạy phải, sau này ta làm gì cũng sẽ cẩn trọng hơn. Tiểu Tháp còn muốn nói gì đó, giọng nói bí ẩn đó bỗng nói, đồ ngốc, ngươi nghĩ hắn hành động theo cảm tính thật sao? Tiểu Tháp khó hiểu, có ý gì? Giọng nói bí ẩn thấp giọng thở dài, hắn công khai khiêu chiến với người mang thiên mệnh.
trông có vẻ là hành động theo cảm tính nhưng thực ra là đã cân nhắc kỹ càng. 2. Chỉ số thông minh của tên này thật đúng là kế thừa từ mẹ và cha hắn một cách hoàn hảo. Tiểu Tháp hơi khó hiểu, ý của ngươi là gì? Giọng nói bí ẩn nói, hiện giờ hai thế lực lớn nhất trong thư viện đều đứng về phía người mang thiên mệnh, hắn đang là bên yếu, mà công khai khiêu chiến với người mang thiên mệnh, ngươi nói xem những phe thế gia, phe tông môn đó và người mang thiên mệnh có dám ỷ thế bắt nạt hắn không? Tiểu Tháp không nói gì. Giọng nói bí ẩn nói tiếp, bây giờ nếu chúng ỷ thế bắt nạt Diệp Quân thì chúng sẽ bị cả vũ trụ lôi cả 18 đời tổ tiên lên mắng. Hơn nữa người mang thiên mệnh cũng sẽ mang tiếng xấu. Bây giờ chúng chỉ có một lựa chọn, đó là chấp nhận khiêu chiến của Diệp Quân, hơn nữa không thể để cho bất kỳ kẻ nào giết Diệp Quân. Nếu như bây giờ Diệp Quân chết đột ngột, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tổng viện Thư viện Quan Huyên làm. Bây giờ hắn đang tranh thủ thời gian cho mình, trước khi trận quyết chiến của hắn và người mang thiên mệnh diễn ra, người mang thiên mệnh và Tổng viện Thư viện Quan Huyên đều cầu cho hắn đừng chết, nếu không chắc chắn họ sẽ phải gánh cái tội này. Tiểu Tháp trầm giọng nói, hóa ra hắn có ý này, vậy tại sao hắn không nói rõ với ta? Giọng nói bí ẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ hắn không ngờ ngươi lại ngốc như thế. Tiểu Tháp, không lâu sau Diệp Quân đến gia tộc họ Diệp. Thật ra hoàn cảnh của gia tộc họ Diệp vào nhiều năm về trước không tốt lắm, vì năm đó họ đã ép kiếm chủ nhân gian cõng muội muội rời khỏi gia tộc họ Diệp. Nhưng sau khi Diệp Vũ trưởng thành, gia tộc họ Diệp bắt đầu hồi phục lại nguyên khí. Mặc dù hiện giờ gia tộc họ Diệp không mạnh bằng nhà họ An và đế tộc bất tử trước đó, nhưng nhờ có Diệp Vũ nên không ai dám làm gì họ. Diệp Quân nhìn đệ phủ gia tộc họ Diệp trước mặt, khẽ nói, Tháp gia, đây là gia tộc họ Diệp mà kiếm chủ nhân gian sống vào năm đó sao? Tiểu Tháp nói, ừ. Diệp Quân hỏi, nghe nói năm đó kiếm chủ nhân gian rất thảm, đúng không? Tiểu Tháp nói, vào trong xem thử không? Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, làm thế không ổn lắm nhỉ? Đúng lúc này cánh cửa gia tộc họ Diệp ở đằng xa bỗng mở ra, một cô gái 16-17 tuổi bước ra, cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, gương mặt thanh tú, tràn đầy sức sống, tay cầm một thanh kiếm. Lúc này cô gái bỗng nhìn thấy Diệp Quân, lúc nhìn thấy hắn, cô ấy sửng sốt, ngay sau đó cô ấy chạy đến trước mặt Diệp Quân, vui mừng nói, ôi địch, Diệp Quân! Ngươi là Diệp Quân! Diệp Quân! Cô gái càng phấn khích hơn, Diệp công tử, sao ngươi lại ở đây? Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, đến đây xem thử. Cô gái vội nói, nào, vào trong thôi, đi đi. Cô ấy vừa nói vừa kéo Diệp Quân đi vào Diệp phủ. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cô nương này nhiệt tình quá. Sau khi đi vào Diệp phủ, cô gái cười nói, Diệp công tử, ta là Diệp Trúc Tân, ngươi gọi ta Trúc Tân là được. Diệp Quân cười nói, Trúc Tân cô nương biết ta sao? Diệp Trúc Tân cười nói, bây giờ có ai mà không biết Diệp công tử chứ? Diệp công tử, ta nói cho ngươi biết ngươi là thần tượng của ta rất ngưỡng mộ ngươi. Nói rồi cô ấy bỗng giơ thanh kiếm trong tay lên, sau đó nghiêm túc nói, vốn dĩ ta không thích kiếm đâu nhưng sau khi thấy ngươi, ta có niềm yêu thích với kiếm. Ôi đừng có đẹp trai như thế chứ, sao ngươi có thể đẹp đến thế? Tiểu Tháp trầm giọng nói, sao con gái bây giờ lại nhiệt tình thế nhỉ? Chẳng ngượng ngùng, e thẹn giống thời kỳ chúng ta gì cả. Giọng nói bí ẩn nói, ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Ngươi chỉ là một cái tháp. Tiểu Tháp. Diệp Quân cười nói, Trúc Tân cô nương, cô muốn học kiếm à? Diệp Trúc Tân gật đầu, đúng thế, ngươi có thể dạy ta không? Diệp Quân do dự, sau đó nói, ta không biết dạy người khác thế nào. Diệp Trúc Tân chớp mắt, Diệp công tử, mạo muội hỏi một câu, người có người mình thích chưa? Hả? Diệp Quân sửng sốt. Diệp Trúc Tân nói, ta không có ý gì khác, ta chỉ hỏi thế thôi. Diệp Quân lắc đầu cười, ta có vị hôn thê rồi. Vị hôn thê? Diệp Trúc Tân thở dài, người tự mình đi loanh quanh đi. Ta không đi dạo cùng người có vợ. Nói rồi cô ấy xoay người đi. Diệp Quân ngơ ngác đứng đó. Cái quái gì thế? Diệp Quân ngây người, vì Diệp Trúc Tân này đi thật rồi. Có thực tế quá không vậy? Tiểu Tháp bỗng nói, đi về phía bên phải. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về hướng bên phải, vì hắn được Diệp Trúc Tân dẫn vào nên không ai trong Diệp phủ ngăn hắn lại.
Không lâu sau Diệp Quân đến trước một biệt viện. Căn nhà này rất yên tĩnh, cũng rất sạch sẽ, không có ai cả. Diệp Quân khẽ nói, tháp gia, đây là nơi kiếm chủ nhân gian từng sống sao? Tiểu tháp nói, đúng thế. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn bước vào, mặc dù không có ai nhưng trong phòng lại rất sạch sẽ. Diệp Quân nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy hai người gỗ nhỏ trên bàn. Diệp Quân khá tò mò, hắn bước đến trước người gỗ nhỏ bên phải trông có vẻ giống hệt kiếm chủ nhân gian, còn người gỗ bên trái lại là một cô gái. Diệp Quân nhìn người gỗ nhỏ đó khẽ nói, tháp gia, đây là muội muội của kiếm chủ nhân gian sao? Tiểu tháp nói, ừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân vừa định cầm lấy người gỗ thì lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau, này, tên kia, không cho phép động lung tung vào người gỗ nhỏ của ta. Nghe thế, Diệp Quân xoay người lại nhìn, ở phía đằng xa là một người phụ nữ hư ảo. Người phụ nữ này giống hệt người gỗ đó. Diệp Quân sửng sốt. Khi nhìn thấy Diệp Quân, người phụ nữ cũng ngơ ngác. Diệp Quân vội cung kính chào, tiền bối, vãn bối không có ý mạo phạm. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ngươi tên là gì? Diệp Quân nói, Diệp Quân. Diệp Quân. Nghe Diệp Quân nói thế, người phụ nữ sửng sốt, bà ấy bước đến trước mặt Diệp Quân, nhìn hắn sau đó nói, Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, do dự một lúc mới nói, tiền bối biết ta sao? Người phụ nữ cười nói, biết chứ. Diệp Quân tỏ ra khó hiểu. Biết mình ư? Không thể nào. Lúc này người phụ nữ cười nói, người đến một mình sao? Diệp Quân do dự rồi mới nói, còn có tháp gia nữa. Người phụ nữ cười nói, ta biết, ta đã cảm nhận được nó rồi. Diệp Quân, tiền bối biết tháp gia sao? Người phụ nữ cong môi, dí dỏm nói, biết chứ, còn quen thân nữa kìa. Tiểu tháp. Diệp Quân hỏi, vậy tiền bối cũng quen với cha ta sao? Nghe thế, tiểu tháp lập tức trở nên căng thẳng. Nếu biết trước đến đây sẽ gặp bà cô này thì đã không dẫn tên này đến rồi. Người phụ nữ, đương nhiên là biết, cũng khá thân quen. Diệp Quân lại hỏi, tiền bối có thể nói cho ta biết không? Tháp gia ngày nào cũng chỉ lừa gạt ta, cũng không nói cho ta biết sự thật. Tiểu tháp, người phụ nữ khẽ cười. Sau đó nói, đợi sau này ngươi trở nên mạnh hơn thì ngươi sẽ biết. Nghe thế Diệp Quân cảm thấy hơi thất vọng. Người phụ nữ đi đến một bên, bà ấy nhìn hai người gỗ nhỏ đó, như nghĩ đến điều gì lập tức rơi vào trầm tư. Diệp Quân hỏi, tiền bối, kiếm chủ nhân gian không ở cùng bà sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa người gỗ của kiếm chủ nhân gian, hơi lạc lõng khẽ nói, ca ca, huynh ấy rất bận. Ta cũng đã rất lâu rồi không gặp huynh ấy. Ca ca, kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy người phụ nữ trước mặt có gì đó rất thân thiết. Cảm giác hoang đường này khiến bản thân hắn phải kinh ngạc. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, chàng trai, chắc ngươi không biết cha mình là ai đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Tháp gia nói cha ta đi ở rể. Mẹ kiếp. Bên trong tiểu tháp. Tiểu tháp run giọng nói, tên khốn này gặp ai cũng nói một lần sao. Trời đất ơi, chuyện này có thể cứ thế gạt qua một bên được không? Ông trời ơi! Giọng nói bí ẩn vang lên, hắn đang báo thù ngươi cứ bỡn cợt hắn đấy. Tiểu tháp trầm mặc, tên này biết ghi thù thật đấy. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, người phụ nữ chớp mắt, nó nói như vậy sao? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ cười nói, xem ra ngươi không tin lắm nhỉ? Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Người phụ nữ quan sát Diệp Quân một lượt, khóe miệng nhếch lên, ngươi trông rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả cha ngươi. Diệp Quân bật cười, hơi ngượng ngùng. Thấy Diệp Quân như vậy, người phụ nữ đột nhiên phá lên cười, ngươi cũng biết xấu hổ cơ à. Ngươi đúng là không giống như cha ngươi. Diệp Quân đột nhiên thấy hơi hiếu kỳ, tiền bối, cha ta là người như thế nào? Người phụ nữ nghĩ ngợi. Sau đó kẹp ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, cười nói, cha ngươi, da mặt dày như này thôi. Da mặt dày. Diệp Quân cười nói, tháp gia nói ông ấy là một người rất tốt, phải không? Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên thở phào một hơi, tên này cuối cùng cũng không giở trò nữa rồi. Không thể không nói,
nó thật sự sợ rồi. Tên này gặp ai cũng nói y nguyên một câu, thật sự quá dọa người. Nếu như sau này gặp được Diệp Thanh Thanh, tên này lại nói, tháp gia nói cha ta đi ở rể. Nghĩ tới đây, tiểu tháp đột nhiên không thể vui nổi. Nghe thấy lời này của Diệp Quân, người phụ nữ cười nói, ông ấy là một người rất tốt. Nói xong, bà ấy ngừng lại rồi hỏi, người hận ông ấy không? Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó nói, vấn đề này, bây giờ ta không thể trả lời. Người phụ nữ thấp giọng thở dài, bà ấy nhìn Diệp Quân, trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng, chuyện giữa cha con hai người, thôi bỏ đi. Sau này hai người tự giải quyết, chàng trai, ta phải đi rồi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Người phụ nữ cười, sau đó nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bà ấy lại nhìn về phía phần bụng của Diệp Quân, cười nói, tháp gia, vất vả cho ngươi rồi. Nói xong, bà ấy lập tức biến mất. Đi rồi. Diệp Quân trầm mặc một lúc, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài. Vừa lùi ra ngoài, hắn đã gặp được Diệp Trúc Tân, bên cạnh Diệp Trúc Tân còn có thêm một ông lão. Diệp Trúc Tân cười nói, Diệp công tử, vị này là tộc trưởng Diệp Lâm của nhà họ Diệp bọn ta, ông ấy biết Diệp công tử tới nên đặc biệt tới để gặp Diệp công tử. Diệp Quân nhìn về phía Diệp Lâm, khẽ chắp tay, tiền bối Diệp Lâm, làm phiền rồi. Diệp Lâm quan sát Diệp Quân một lượt, cười nói, không hổ là kiếm tu số một trong thế hệ trẻ đương thời, thật sự là một nhân tài, khí phách bất phàm. Diệp Quân cười nói, tiền bối quá lời rồi, kiếm tu số một trong thế hệ trẻ đương thời, thật sự không dám nhận. Diệp Lâm khẽ cười, sau đó nói, Diệp công tử, theo như ta được biết, người mang thiên mệnh của hệ Ngân Hà đang nhắm vào ngươi, ngươi có biết không? Diệp Quân gật đầu, biết. Diệp Quân trầm giọng nói, Diệp công tử, theo như ta được biết, bây giờ bên cạnh người mang thiên mệnh kia đã quy tụ được một nhóm yêu nghiệt của vũ trụ ngũ duy, mà sau lưng số yêu nghiệt này đều đại diện cho rất nhiều thế gia và tông môn. Ngươi lại đưa ra chiến thư với gã, bây giờ ngươi chẳng khác gì đang khiêu chiến với một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Diệp Lâm trầm mặc một lát, sau đó nói, công tử, ngươi đi theo ta. Dứt lời, ông ấy quay người rời đi. Diệp Quân ngẩn ra. Diệp Trúc Tân vội vàng nói, mau đi. Nói xong, cô ấy kéo lấy cánh tay của Diệp Quân rồi bước đi. Diệp Lâm dẫn Diệp Quân tới bên trong một đại điện, ở chính giữa đại điện có đặt một hộp kiếm màu đen. Diệp Lâm đi tới phía trước hộp kiếm, sau đó hành lễ rồi nâng hộp kiếm lên và quay người đi tới trước mặt Diệp Quân, đưa hộp kiếm cho hắn. Diệp Quân không hiểu, tiền bối, đây là... Diệp Lâm cười nói, bên trong hộp kiếm này có hai thanh phi kiếm, một thanh long ngâm, một thanh phượng ngâm, đều là cấp đế. Hai thanh kiếm này từng đi theo Diệp Vũ kiếm đế, sau này vì tiên tổ mong muốn có được kiếm đạo cao hơn nên mới để lại trong phủ. Nhưng đệ tử gia tộc họ Diệp bọn ta còn kém cỏi, bao nhiêu năm qua vẫn chẳng ai được hai thanh kiếm này nhận làm chủ nhân. Nói xong, ông ấy nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử. Nếu như ngươi có thể khiến hai thanh kiếm này nhận mình làm chủ nhân thì nó sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân sững sờ, tiền bối, chuyện này. Diệp Lâm cười nói, nào, thử xem. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, vì sao lại làm vậy? Diệp Lâm nghĩ ngợi, sau đó nói, Diệp công tử, lúc ngươi ở thư viện Thanh Châu từng lấy ra một huy hiệu thí luyện, có đúng không? Diệp Quân gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ta. Tấm huy hiệu đó xuất hiện trong tay hắn. Diệp Lâm cười nói, thư viện Thanh Châu không nhận huy hiệu mà tiên tổ nhà họ Diệp bọn ta để lại nhưng nhà họ Diệp thì nhận. Diệp công tử, nhà họ Diệp bọn ta không có thứ tốt gì khác, chỉ có hai thanh phi kiếm này. Chỉ cần hai thanh kiếm bằng lòng đi theo Diệp công tử thì ta sẽ tặng hai thanh phi kiếm này cho ngươi. Diệp Quân trầm mặc. Lúc này, hộp kiếm đó đột nhiên rung lên kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lâm ngơ ngác. Lúc này, trong hộp kiếm đó đột nhiên truyền ra tiếng rồng kêu và phượng kêu, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm phá hộp ra ngoài và lượn vòng xung quanh Diệp Quân. Diệp Lâm và Diệp Trúc Tân đều sững sờ. Cứ như không thể chờ đợi thêm được nữa. Biểu cảm của Diệp Lâm hơi phức tạp. Thật ra có rất nhiều lúc không phải người chọn kiếm, mà kiếm cũng biết chọn người. Rất rõ ràng, hai thanh phi kiếm này đã chọn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn hai thanh phi kiếm trước mặt, phi kiếm bên trái rộng bằng hai ngón tay,
dài 3 thước, không có chuôi kiếm, toàn thân do vảy rồng đặc thù đúc thành, mỏng như cánh ve, khi bay sẽ có hàng loạt tiếng rồng ngâm truyền ra. Phi kiếm bên phải toàn thân màu đỏ nhạt, dài 3 thước, rộng bằng 2 ngón tay, cũng không có chuôi kiếm, toàn thân do vảy phượng tạo thành, khi bay có những tiếng phượng kêu rất khẽ vang lên. Rồng ngâm, phượng kêu. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay vào trong lòng bàn tay hắn, khẽ rung lên, những tiếng kêu vang lên không ngừng. Rất phấn khích. Nhìn thấy cảnh tượng này, biểu cảm của Diệp Lâm trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khi trước trong gia tộc họ Diệp cũng từng xuất hiện một số thiên tài ở phương diện kiếm đạo, tuy nhiên, hai thanh kiếm hoàn toàn không bận tâm, vậy mà lúc này, hai thanh kiếm này lại phấn khích và nịnh nọt tới vậy. Chuyện này không hợp lẽ thường. Không thể không nói, không chỉ có con người sống thực tế mà kiếm cũng rất thực tế. Ngươi đẳng cấp thì ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi không đẳng cấp thì ta chẳng buồn bận tâm tới ngươi. Diệp Quân cũng thấy khá vui, mặc dù kiếm hành đạo là vô địch, nhưng hắn không dám dùng nhiều, dù gì thanh kiếm này thực sự không hợp thói thường, dùng lâu có thể ngay cả cha mẹ của bản thân cũng không quen biết. Chưa nói đến việc khi dùng kiếm hành đạo, hắn có một loại cảm giác, đó là ngay cả kiếm chủ nhân gian cũng có thể đối kháng được. Không thể dùng kiếm hành đạo, hắn lại không có kiếm gì khác, mà bây giờ hai thanh phi kiếm này thật sự quá phù hợp. Hắn cũng rất thích. Thế nhưng hắn không nhận luôn mà nhìn về phía Diệp Lâm, tiền bối, nói thật thì ta cũng thích hai thanh kiếm này, có điều chúng quá quý giá, ta thật sự cảm thấy hổ thẹn khi nhận, ta. Diệp Lâm trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi là người mà tiên tổ đã chọn, chỉ riêng điểm này, gia tộc họ Diệp bọn ta đã ủng hộ ngươi vô điều kiện rồi. Mặc dù thân phận của người mang thiên mệnh kia nghịch thiên, nhưng gia tộc họ Diệp ta không sợ, Diệp công tử, gia tộc họ Diệp cũng có một vài người ở vũ trụ quan huyên, lát nữa ta sẽ viết một bức thư cho bọn họ, đợi Diệp công tử tới Tổng viện Thư viện, bọn họ sẽ giúp đỡ Diệp công tử nhiều hơn. Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó nói, tiền bối, vậy ta không khách khí nữa. Tương lai nếu gia tộc họ Diệp cần tới ta thì ta nhất định sẽ không chần chừ. Hắn biết thứ mà hắn có thể cho người khác chính là tình người. Nghe thấy lời này của Diệp Quân, trên mặt Diệp Lâm lập tức nở nụ cười. Ông ấy kỳ thực cũng đang đánh cược. Trước khi gặp Diệp Quân, ông ấy vẫn còn do dự, nhưng sau khi gặp Diệp Quân, ông ấy không còn do dự gì nữa. Có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp Quân là người mà tiên tổ đã chọn. Thứ hai, ban nãy Diệp Quân đã gặp được người phụ nữ kia trong sân, hơn nữa hai người còn nói chuyện rất vui. Thứ ba, Diệp Quân rất ưu tú. Cược. Một cậu thanh niên ưu tú như vậy, gia tộc họ Diệp bán cho cậu ta một ân huệ, nếu như tương lai cậu ta trưởng thành thì nhất định sẽ có lợi cho gia tộc họ Diệp. Từ sau khi kiếm chủ nhân gian rời khỏi nhà họ Diệp, con cháu đời sau của gia tộc họ Diệp đều phải tuân theo một quy tắc của tiên tổ, đó chính là kết nhiều thiện duyên, ít làm việc ác. Hơn nữa, nhà họ Diệp chọn gia chủ kế nhiệm cũng không chỉ nhìn mỗi thực lực mà cũng chú trọng cả đức hạnh. Diệp Quân nhận lấy hộp kiếm, sau đó lại chắp tay cảm ơn tiền bối. Hai thanh phi kiếm cấp đế, không thể không nói, ân huệ này rất sâu nặng. Diệp Lâm cười nói, Diệp công tử, nếu như ngươi tới vũ trụ quan huyên, đệ tử của gia tộc họ Diệp ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi, ngươi cần gì đều có thể tìm bọn họ. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn không từ chối, cũng không cần từ chối. Bạn bè nhiều một chút chẳng có gì không tốt. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện bên trong điện, ông lão khẽ hành lễ, sau đó nói, tộc trưởng, phó quản sự của thương hội đang ở bên ngoài đợi Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Quân, hắn chắp tay, tiền bối, chúc tân cô nương, xin cáo từ. Diệp Lâm gật đầu, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Trúc Tân cũng nói, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Quân gật đầu rồi xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, bên trong điện, Diệp Trúc Tân khẽ nói, tộc trưởng, hắn thật sự rất ưu tú. Đáng tiếc không phải người của gia tộc họ Diệp chúng ta. Diệp Lâm khẽ gật đầu, quả thực, thiên phú kiếm đạo của người này dù đặt ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng tuyệt đối ở vị trí số 1. Diệp Trúc Tân khẽ nhíu mày, một thiên tài giống như vậy, tại sao phe thế gia và phe tông môn lại phải áp chế? Diệp Lâm lắc đầu cười,
nếu như ngay từ ban đầu hắn đã yêu nghiệt như vậy thì phe tông môn và phe thế gia nhất định sẽ không áp chế mà sẽ lôi kéo. Nhưng bây giờ, áp chế thì cũng áp chế rồi, đôi bên đã trở thành kẻ thù, nếu như Diệp Quân tới thư viện thì chắc chắn sẽ dựa vào phe thư viện, bọn chúng nhất định sẽ không hy vọng Diệp Quân gia nhập phe thư viện. Nói xong, ông ấy khẽ lắc đầu, đặc biệt khi bây giờ, người mang thiên mệnh với Diệp Quân còn như nước với lửa, hai. Diệp Trúc Tân đột nhiên hỏi, tộc trưởng, chúng ta có thể cược thắng không? Diệp Lâm khẽ cười, cô bé, không cần quá bận tâm tới chuyện thắng thua. Chỉ cần làm cho tốt, không hỏi tiền đồ, chúng ta giúp Diệp công tử, không làm việc gì mất nhân tính là đủ rồi. Diệp Trúc Tân khẽ gật đầu, hiểu rồi ạ. Bên ngoài gia tộc họ Diệp, ông phó nhìn Diệp Quân trước mặt, gã đồng ý lời khiêu chiến của ngươi rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, đi. Ông phó ngẩn ra, đi đâu? Diệp Quân nhìn về phía ông phó, không phải gã đồng ý khiêu chiến rồi sao? Ta đi tới Tổng viện Vũ trụ Quan Huyên, bây giờ ta phải đi chôn gã luôn. Ông phó cười khổ, gã đã đồng ý rồi. Nhưng thời gian gã chỉ định là 3 tháng sau. Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, không được, giờ ta phải đi chôn gã luôn. Ông phó, ông dẫn ta đi tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, lộ phí thì cho ta nợ đã. Đợi ta chôn gã xong, cướp được nhẫn không gian của gã thì ta sẽ đưa cho ông. Ông phó. Nghe lời Diệp Quân nói, ông phó giật cả mình. Thằng nhóc này mạnh mẽ thật. Ai không biết còn tưởng ngươi mới là người mang thiên mệnh đấy. Diệp Quân không nghĩ nhiều như vậy, kéo ông phó đi tới Tiên Bảo Các. Hắn muốn tới thẳng Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Lúc này, ông phó vội nói, Diệp công tử, đợi một chút. Diệp Quân nhìn ông phó cười khổ, Diệp công tử, ngươi quên rồi à? Là ngươi đã nói thời gian do người ta chọn mà. Diệp Quân gật đầu, ta biết, thế nên ta mới phải tới tìm gã ngay bây giờ. Ông phó không hiểu, nhưng rất nhanh, ông ta đã nghĩ ra gì đó, sắc mặt thay đổi, ý ngươi là, gã kéo dài 3 tháng là vì bây giờ gã không nắm chắc sẽ giết được ngươi, hoặc nói cách khác, bây giờ gã đang tu luyện tuyệt chiêu nào đó. Diệp Quân gật đầu. Ông phó nhìn Diệp Quân, lòng chấn động. Đầu óc chàng trai này quá khủng khiếp. Vừa nãy ông ta không nghĩ ra điểm này, mà chàng trai này lại lập tức nghĩ ra được ngay. Thiên phú kiếm đạo của thằng nhóc này yêu nghiệt, đến đầu óc cũng yêu nghiệt đến cỡ này sao? Con cái nhà ai vậy trời? Khéo đẻ thế không biết. Diệp Quân chân thành nói, tiền bối, ông cảm thấy tài nguyên của Tổng viện Thư viện Quan Huyên tốt hay tài nguyên của ta tốt? Ông phó, đương nhiên là của Tổng viện Thư viện Quan Huyên rồi. Diệp Quân gật đầu, càng về sau, thực lực của gã chắc chắn sẽ càng mạnh. Đặc biệt là bây giờ, nhất định Thư viện Quan Huyên sẽ dốc sức bồi dưỡng gã, ta tới càng sớm thì tỷ lệ thắng càng lớn. Ông phó chần chừ một lát rồi nói, Diệp công tử, người không tu luyện trước một chút à? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, tu luyện trong giết chóc, cảm ngộ khi tới bờ vực cái chết luôn là cách tu luyện tốt nhất. Ông phó nhìn Diệp Quân, lòng chấn động tột cùng. Cuối cùng ông ta đã biết vì sao người mang thiên mệnh và Diệp Quân lại như nước với lửa rồi. Mỗi thời đại chỉ được có một lão đại mà thôi. Nếu người mang thiên mệnh không thể dẫm chết Diệp Quân thì chắc chắn đạo tâm của gã sẽ sụp đổ. Thân phận này buộc gã phải vô địch trong số những người cùng thời đại. Hết cách rồi, hai người mang thiên mệnh trước đó quá chói mắt. Diệp Quân lại nói, tiền bối. Bây giờ có thể tới Tổng viện Thư viện không? Ông phó trầm giọng nói, ngươi chắc rồi chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn. Ông phó nhìn Diệp Quân, đi, ta dùng trận pháp dịch chuyển đưa ngươi đến Tổng viện. Nói rồi, ông ta dẫn Diệp Quân đến Tiên Bảo Các. Nhưng vừa tới Tiên Bảo Các, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông lão vừa xuất hiện, một cái túi màu vàng đã xuất hiện trong tay ông ta, trên túi vàng này còn có 3 vạch. Thấy 3 vạch trên túi vàng, ông phó sững sờ. Ông lão kia nói, từ bây giờ, ông không còn là quản sự của thương hội ở Thanh Châu nữa. Miễn chức. Nghe thế, ông phó như bị sét đánh, đứng ngây ngốc tại chỗ. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Lúc này, ông lão bỗng nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh lùng, Diệp công tử, Tiên Bảo Các không hoan nghênh ngươi, ngươi hãy rời khỏi Tiên Bảo Các ngay, nếu không ngươi tự gánh hậu quả. Đuổi khách. Diệp Quân nheo mắt, lúc này ông phó bỗng nắm lấy tay Diệp Quân,
sau đó kéo hắn quan người đi. Nhưng lúc này, ông lão kia bỗng nói, đợi đã. Ông phó quay lại nhìn ông lão kia, mặt ông ta vô cảm, ánh mắt âm u, phó quản sự, trưởng lão các có chỉ, lập tức áp giải ông về tổng viện tiểu quan. Sắc mặt ông phó tái nhợt. Ông lão kia mỉa mai, một quản sự của phân viện nho nhỏ mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của người mang thiên mệnh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ông phó không quan tâm tới ông lão kia, quay đầu nhìn Diệp Quân, chua chát nói, Diệp công tử, xin lỗi, ta không thể đưa ngươi tới tổng viện thư viện quan huyên. Diệp Quân trầm giọng nói nói, ông phó, xin lỗi. Phó quản sự cười khổ, ta không ngờ Tiên Bảo Các đã hoàn toàn đứng về phía người mang thiên mệnh. Diệp Quân im lặng, hắn cũng không ngờ, Tiên Bảo Các này đã chọn đứng về phía người mang thiên mệnh. Phó quản sự trầm giọng nói, trước đó ta đã liên lạc với văn viện rồi, nhưng đến bây giờ văn viện cũng không có bất cứ tin tức phản hồi nào. Thế nên, Diệp công tử, người cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều vào văn viện. Tình cảnh bây giờ của bọn họ e rằng cũng không được tốt. Đặc biệt là sau khi Diệp chủ tịch dẫn đầu lớp trẻ bị giam lỏng. Diệp Quân nói, ông phó, ta đưa ông đi. Hỗn xược. Ông lão kia bỗng quát lên đầy tức giận, xông thẳng lên trước rồi đấm một quyền về phía Diệp Quân, trên đầu nắm đấm sấm sét lập lòe. Cường giả cảnh giới thần kiếp. Nắm đấm này nhắm thẳng vào đầu Diệp Quân. Diệp Quân bỗng quay phát người nhìn ông lão kia. Bù. Một thanh phi kiếm cắm ngay giữa trán ông ta liên tục lùi về phía sau, cuối cùng bị ghim vào một cây cột đá bên cạnh. Thấy Diệp Quân ra tay, ông phó cười khổ, tính cách của cậu bạn nhỏ này hơi nóng. Diệp Quân nhìn ông phó, chân thành nói, ông phó, nếu ông tới tổng viện thì sẽ không có kết quả tốt. Ông phó lắc đầu thở dài, nhưng ta có thể đi đâu được chứ? Diệp Quân im lặng. Diệp Quân! Đúng lúc này, ông lão bị ghim trên cây cột đá bỗng dữ dằn lên tiếng, ngươi dám ra tay với Tiên Bảo Các ta nói cho ngươi biết, dù sau lưng ngươi có 100 đại kiếm đế cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ngươi chết chắc rồi, Tiên Bảo Các ta sẽ diệt 10 tộc của ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão, không nói gì. Ông lão nheo mắt, thế nào, ngươi còn định giết ta sao? Nào, ngươi giết thử xem, lão phu là quản sự túi vàng của Tiên Bảo Các. Ngươi giết lão phu là đang tuyên chiến với Tiên Bảo Các. Ngươi giết thử xem. Diệp Quân nhìn ông ta, ông đang cố tình khích ta ra tay. Nghe vậy, đồng tử ông lão rút lại, trong lòng chấn động. Chàng trai này lại nhìn thấu âm mưu của ông ta. Diệp Quân nhìn ông ta chòng chọc, ta với ông không có thù hận gì, ông không cần phải dùng kế này với ta. Xem ra có người bảo ông làm vậy, nhà họ An đã lụi tàn, tộc Thiên Long đã hòa giải với ta. Vậy thì ai đang đối phó với ta đây? Nói rồi, hắn khẽ cười, rất rõ ràng, chỉ có một người, chính là người mang thiên mệnh. Ông lão hoảng hốt, chỉ nhìn Diệp Quân mà không nói gì. Nhưng Diệp Quân lại lần nữa lắc đầu, không đúng. Người mang thiên mệnh đã đồng ý đánh với ta một trận, tuy ta thấy gã cũng chẳng ra sao nhưng ta nghĩ gã không đến nỗi phải chơi bẩn thế này. Vậy nên, không phải là gã. Nghe Diệp Quân phân tích. Ông lão bỗng run hai tay, ông ta nhìn Diệp Quân chằm chằm, không nói gì nhưng trong lòng đã kinh hãi đến tột đỉnh. Diệp Quân lại nói, trên đường ta tới đây đã từng giết nhiều thiên tài tới từ vũ trụ quan huyên, nhưng những thế gia phía sau bọn họ không đủ khả năng vươn tay đến nội bộ Tiên Bảo Các, mà ta cũng không có kẻ thù trong Tiên Bảo Các, thế nên loại trừ hết thì chỉ còn mấy thế gia và tông môn siêu cấp của thư viện quan huyên thôi. Nói rồi, hắn khẽ gật đầu, có hai khả năng. Một là vì kiếm chủ nhân gian nên phe thế gia và phe tông môn có phần kiêng dè, không dám quang minh chính đại tới giết ta. Thế nên bọn họ đổi cách khác để đối phó với ta, ví dụ như Tiên Bảo Các là sự lựa chọn thích hợp nhất, tìm một tên ngốc trong Tiên Bảo Các đứng ra cố tình chọc giận ta, để ta ra tay, từ đó khiến ta đắc tội với toàn bộ Tiên Bảo Các. Nói đến đây, hắn nhìn ông lão, khả năng thứ hai, bọn họ muốn gây hấn giữa ta và người mang thiên mệnh. Nghiêm trọng hơn một chút thì muốn mâu thuẫn giữa ta và người mang thiên mệnh sâu sắc hơn, làm ta tưởng người mang thiên mệnh đang tính kế ta, từ đó khiến ta và người mang thiên mệnh tàn sát lẫn nhau. Ông lão nhìn Diệp Quân chăm chăm, im lặng không lên tiếng. Diệp Quân cười nói, thật ra không phải là hai khả năng mà là một công đôi việc. Dù là phe tông môn hay phe thế gia, bọn họ đều không thể bồi dưỡng một kiếm chủ nhân gian mới.
không có kiếm chủ nhân gian mới thì mới phù hợp với lợi ích của bọn họ, dù sao họ đã quen phách lối, sao có thể bồi dưỡng ra một ông lớn mới được chứ? Thế nên trong mắt bọn họ, người mang thiên mệnh chỉ là một con cờ, ta cũng vậy. Ông lão trầm mặc. Diệp Quân trầm giọng nói, các hạ, ta biết họ đã cho ông điều kiện rất mê hoặc, nhưng ông có từng nghĩ chưa? Cấp cao của tiên bảo các không phải là hạng người vô tri, ông cam tâm để thư viện quan huyên lợi dụng, bọn họ có tha cho ông không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lát sau, ông ta giơ ngón tay cái, Diệp công tử, phải công nhận ta rất bái phục ngươi. Những điều ngươi nói cơ bản đều đúng, nhưng có một điều không đúng. Diệp Quân nheo mắt lại, cái gì không đúng? Ông lão khẽ cười, ta không còn lựa chọn nào khác. Nói rồi, trong mắt ông ta ánh lên tia tàn nhẫn, một luồng khí tức đáng sợ bỗng từ vùng bụng ông ta trào ra. Ông ta muốn tự nổ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vội nói, đợi chút, ta có cách. Diệp Quân chưa dứt lời, một luồng năng lượng đáng sợ đã bùng nổ từ trong người ông lão kia, không gian xung quanh nứt toác ra. Diệp Quân lập tức kéo ông phó lùi ra sau mấy trăm trượng, lúc hắn dừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một khe nứt rộng đến mấy trăm trượng. Chết rồi! Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên vô cùng khó coi. Mà lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện vô số cường giả tiên bảo các. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, những cường giả tiên bảo các kia đều sững người, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Quân, một người trong số đó tức giận quát, Diệp Quân! Ngươi lại dám giết người của tiên bảo các ta. Nói rồi, ông ta lấy ra một tấm truyền âm phù. Diệp Quân im lặng. Hắn biết mình không thể nào giải thích rõ được. Hắn thật sự không ngờ đối phương lại tự nổ, chiêu này quá độc. Sắc mặt ông phó đứng bên cạnh cũng cực kỳ âm u. Giờ phút này ông ta mới phát hiện vũng nước vũ trụ quan huyên quá sâu. Đây không phải là chỗ để một quản sự nho nhỏ như ông ta có thể chơi được đâu. Diệp Quân đang định nói gì thì một tàn ảnh lướt qua, chớp mắt, đầu của mấy chục cường giả tiên bảo các đã bay vèo ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Tất cả đều bị giết trong nháy mắt. Diệp Quân quay đầu nhìn sang bên phải, mấy chục trượng cách đó có một cô gái mặc một bộ đồ ôm người màu đen, tóc rất dài, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, vì nửa gương mặt bên trái đã bị tóc cô ta che lại, còn tay phải cô ta thì giang cầm một thanh đao cong màu đỏ máu. Diệp Quân nhìn cô gái kia, không nói gì. Cô gái cũng nhìn Diệp Quân, cô ta nhếch miệng cười rồi quay người định bỏ đi. Ông phó run run nói, mau ngăn cô ta lại, nếu không tiên bảo các sẽ cho rằng những người này đều do ngươi giết. Cô gái không thèm ngoảnh đầu lại, khinh bỉ nói, 10 vị kiếm đế tới đây cũng không cản được ta. Mà lúc này, Diệp Quân bỗng nói, cô xấu thật đấy. Cô ta dừng bước. Biểu cảm trên mặt ông phó cứng nhắc. Xấu thật, có cô gái nào nhịn được câu này chứ? Rõ ràng, cô gái kia cũng không nhịn được. Cô ta chậm chậm quay người, sau đó nhìn Diệp Quân, nhếch miệng cười, ta xấu thật. Diệp Quân gật đầu, là người xấu nhất mà ta từng gặp. Cô gái hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng, một giây sau, cô ta bỗng biến mất. Bù! Không gian trước mặt Diệp Quân nứt ra, một thanh đao cong chém ra. Cùng với nhát chém này, một luồng khí thế khủng bố đánh nứt không gian trong vòng trăm trượng. Đối diện với nhát đao khủng khiếp này, Diệp Quân lại cực kỳ bình tĩnh, đâm một kiếm ra. Thanh kiếm này là kiếm hành đạo. Vù! Nhát kiếm này của Diệp Quân đâm nát thanh đao cong màu máu kia, còn cô gái tóc dài đã xông tới trước mặt Diệp Quân thì đồng tử bỗng rút lại, cô ta vừa định rút lui, kiếm hành đạo đã kề ngay giữa trán cô ta. Cô gái tóc dài khó tin nói, kiếm này của ngươi là kiếm gì? Diệp Quân động tâm niệm, một thanh phi kiếm bay ra. Phụt! Một cánh tay của cô gái tóc dài bị chặt văng. Máu tươi phun ra như suối. Cô gái tóc dài nhìn Diệp Quân chằm chằm, không kêu la một lời. Diệp Quân thản nhiên hỏi, ai sai khiến cô tới đây? Cô gái tóc dài không lên tiếng. Bù! Lại một tiếng kiếm bay nữa vang lên. Một thanh phi kiếm nữa chém lên cánh tay trái của cô ta. Phụt! Cánh tay trái của cô ta cũng bị chặt phăng. Diệp Quân nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt bình lặng như nước, tay cầm kiếm hành đạo kề ngang trước cổ cô ta, bình tĩnh hỏi ai phái cô tới đây. Cô gái tóc dài nhìn Diệp Quân chòng chọc, không biết ai,
kẻ đó ra giá 5.000 vạn kim tinh để ta giết đám người kia, giá họa cho ngươi. Diệp Quân gật đầu, có thể liên lạc được với người đó không? Cô gái tóc dài lắc đầu, không. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không quan trọng. Nói rồi hắn xòe tay ra, lấy nhẫn không gian của cô gái đi, nhưng kiếm hành đạo vẫn kề giữa trán cô gái tóc dài. Diệp Quân thấy trong nhẫn không gian vừa hay có 5.000 vạn kim tinh. Diệp Quân cất luôn. Hời quá. Cô gái tóc dài không nói lời nào mà chỉ nhìn Diệp Quân, bên hai cánh tay cô ta vẫn đang không ngừng chảy máu. Đúng lúc này, không gian bên cạnh nứt ra, sau đó một ông lão từ từ bước ra. Cường giả Tiên Bảo Các. Sau khi ông lão bước ra, ông ta nhìn những thi thể xung quanh rồi lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân kể hết mọi chuyện xảy ra cho ông lão nghe. Nghe Diệp Quân kể xong, ông lão im lặng. Diệp Quân nhìn ông ta, không nói thêm gì. Nếu ông lão này cũng là người của phe Thế Gia và phe Tông Môn, thế thì hắn chỉ có thể nói, Tiên Bảo Các hết thuốc chữa rồi. Lúc này, ông lão khẽ lắc đầu, ta hiểu rồi. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn ông phó bên cạnh, tiền bối, ông phó sẽ không bị xử phạt gì chứ ạ? Ông lão nhìn Diệp Quân, không. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào cô gái bị chặt tay, vậy ta giao cô ta cho tiền bối. Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi, Tiên Bảo Các có thể gạch tên ta ra khỏi danh sách đen không? Ông lão lắc đầu, không. Diệp Quân cười rồi cất kiếm hành đạo, quay người rời đi. Ông lão bỗng hỏi, cậu không tò mò vì sao Tiên Bảo Các làm vậy sao? Diệp Quân dừng bước rồi nói, đơn giản mà, Tiên Bảo Các muốn đầu tư cho người mang thiên mệnh, thế nên các ông phải tỏ thái độ rõ ràng. Sắc mặt ông lão phức tạp, đúng vậy. Hội trưởng lão đã quyết định đầu tư vào người mang thiên mệnh, mà người mang thiên mệnh và Diệp công tử như nước với lửa, thế nên để tỏ rõ thái độ của mình, Tiên Bảo Các đã liệt Diệp công tử vào danh sách đen trọn đời. Vĩnh viễn không được xóa. Danh sách đen trọn đời. Diệp Quân im lặng một lát rồi gật đầu, ta hiểu. Nói rồi hắn quay người nhìn Tiên Bảo Các, khẽ nói, đời này, ta cũng sẽ không bước chân vào Tiên Bảo Các nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quân không hề biết, câu nói này của hắn sẽ khiến Tiên Bảo Các xảy ra cơn địa chấn khủng khiếp trong tương lai. Nhìn bóng Diệp Quân mất hút, ông lão thầm thở dài, ông ta nhìn cô gái bị chặt tay đứng bên cạnh, bên trên đã có lệnh, cô đi đi. Ông phó đứng một bên thấy kinh ngạc. Cô gái không nói bất kỳ lời nào, quay người rời đi. Ông phó nhìn ông lão, mục quản sự. Mục quản sự trầm giọng nói, ông phó, có thể miễn tội chết cho ông nhưng không thể tránh khỏi trừng phạt. Từ bây giờ, ông sẽ bị lưu đày xuống Thiền Châu ở hạ giới. Ông phó im lặng. Thiền Châu, một nơi nhỏ bé ở rất rất xa. Thế này là bảo ông ta đi dưỡng lão rồi. Hai. Ông phó khẽ gật đầu, được. Ông ta biết thế này đã là kết quả tốt nhất dành cho mình rồi. Ông phó cũng không nói gì, rời đi. Nhưng lúc này, cả người ông ta trông già đi rất nhiều. Từ quản sự Tiên Bảo Các ở Thanh Châu trở thành quản sự Tiên Bảo Các ở Thiền Châu, đây chính là từ thiên đường rơi xuống đống bùn. Sống một đời, đôi khi chuyện bi thương nhất đối với một người là khi họ đã đạt được đỉnh cao nhưng cuối cùng lại ngã xuống đáy vực. Mục quản sự nhìn ông phó già nua đi rất nhiều thì lắc đầu thở dài. Ông ta biết, ông phó này sẽ chết già ở Thiền Châu, hơn nữa còn chết rất thảm. Đây chính là kết cục của việc chọn sai đội. Mục quản sự thở dài rồi quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Quân men theo con đường đi ra ngoài, lúc này trời bỗng đổ mưa, hắn cũng không tránh mưa, cứ chậm chậm đi dưới mưa như vậy. Tiểu Tháp bỗng hỏi, sao vậy? Diệp Quân khẽ nói, Tháp gia, có phải ta biết cách gây họa quá rồi không? Tiểu Tháp suy nghĩ rồi đáp, thật ra không hẳn là vậy. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Tiểu Tháp, trước đây ta đã gặp được người biết cách gây họa hơn cả ngươi. Diệp Quân hỏi, ai? Tiểu Tháp không trả lời. Diệp Quân lắc đầu cười chứ không hỏi thêm. Tiểu Tháp, có tính toán gì không? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, trở về Nam Châu một chuyến. Tiểu Tháp nói, dùng tàu vũ trụ à? Diệp Quân thản nhiên nói, đương nhiên là không rồi. Nói rồi, hắn quay người đi về phía xa. Tiểu Tháp khó hiểu, ngươi làm gì thế? Diệp Quân không nói gì, chẳng mấy chốc đã tới thẳng Tiên Bảo Các,
mục quản sự kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Diệp Quân, mục quản sự nhíu mày, ngươi làm gì đấy? Diệp Quân bình tĩnh hỏi, trận pháp dịch chuyển ở đâu? Mục quản sự nhìn chằm chằm Diệp Quân, Diệp công tử, tiền bảo các của ta đã không còn phục vụ ngươi nữa. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, ta nghĩ với thực lực bây giờ của mình thì cả Thanh Châu chắc không có ai đánh lại ta, mà ông muốn điều người từ tổng các của tiên bảo các tới, ít nhất phải hơn nửa canh giờ nữa mới tới được nhỉ. Trong vòng nửa canh giờ, một vị kiếm đế có thể làm được rất nhiều việc đấy, ông nghĩ sao? Nghe thế, mặt mục quản sự biến sắc, Diệp công tử, ngươi. Ngươi đừng có dở thói lưu manh. Diệp Quân bình tĩnh nói, mục quản sự, ta đang thương lượng với ông. Ông cũng biết, từ đây về Nam Châu mà dùng tàu vũ trụ thì cũng phải mất đến vài tháng, ông cũng không thể để ta đi tàu vũ trụ chứ nhỉ. Mục quản sự cười khổ, Diệp công tử, tiên bảo các đã ra nghiêm lệnh, không được phục vụ ngươi nữa. Diệp Quân động thần niệm, một thanh kiếm bay vút lên. Bù! Tiếng kiếm xé không khí vang vọng. Gương mặt mục quản sự tái mét, ông ta vội vã lùi sau, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Đừng nói chứ. Ông ta thật sự sợ Diệp Quân làm càn. Mẹ nó, kiếm đế đó, mà còn là một kiếm đế thực lực không tầm thường chút nào. Lúc này, cường giả tiên bảo các đều xuất hiện ở đây nhưng không một ai dám bước lên. Diệp Quân nhìn mục lão, ông làm gì thế? Tôi chỉ múa kiếm thôi, không có ý gì đâu. Mục lão im lặng. Diệp Quân nhìn mục lão chăm chú mà không nói tiếng nào, hắn nhìn tới nỗi mục lão thấy tê cả da đầu. Mục lão thấy khó xử. Diệp Quân bỗng nói, ta rời khỏi Thanh Châu chẳng phải là việc tốt với tất cả mọi người sao? Nghe thế, mục lão sững người. Đúng vậy. Diệp Quân rời khỏi Thanh Châu chắc chắn là một chuyện tốt đối với mình. Nếu mình thật sự không cho thằng nhóc này đi, hắn có dám giết mình không? Mục lão nhìn Diệp Quân trong im lặng. Ông ta cảm thấy Diệp Quân dám lắm chứ? Đến cả nhà họ An và tộc Thiên Long mà thằng nhóc này cũng không sợ, sao có thể sợ một quản sự quèn như mình. Nghĩ đến đây, mục lão phất tay phải, những cường giả của tiên bảo các kia đều lui xuống. Mục lão suy nghĩ rồi nói, trận pháp dịch chuyển ở 10 dặm về bên phải, bây giờ ở đó không có ai. Nói rồi, ông ta bỗng tỏ ra ngơ ngác, ơ, ta nói gì rồi. Nói xong, ông ta lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Quân thì lắc người, biến mất tại đó. Sau khi Diệp Quân đi, mục lão bỗng thở phào. Ông ta không sợ những người có bối cảnh mạnh mẽ, bối cảnh càng mạnh thì càng có nhiều điều kiêng kỵ. Ông ta chỉ sợ những chàng trai trẻ cứng đầu thế này. Trẻ, nhiệt huyết, không sợ trời, không sợ đất. Ngươi mà chọc giận cậu ta vung một kiếm chém ngươi. Ngươi chết thật đấy. Ông ta chỉ là người làm công. Không cần thiết phải lấy mạng ra để tận chung. Người chết rồi thì vợ với con cái đều là của người khác mất. Trong thông đạo trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt chậm rãi khép lại. Bây giờ hắn không thiếu tài nguyên. Riêng kim tinh đã hơn 100 triệu, vì từ Trung Thổ Thần Châu đến Thanh Châu, hắn đã cướp không ít nhẫn không gian. Ngoài ra, hắn cũng có đến hơn 30 vạn tiên tinh và một số bảo vật, ví như cây thương võ thần kia. Thương võ thần. Diệp Quân xòe tay ra, thương võ thần xuất hiện trong tay hắn. Tay phải hắn chậm rãi vuốt ve thương võ thần, đạo ý chí võ thần vẫn còn trong đó. Ý chí võ thần. Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn tỉ mỉ cảm nhận đạo ý chí võ thần trong đó. Trận chiến hôm đó, hắn có ấn tượng sâu sắc với đạo ý chí võ thần này, tuy chỉ là một đạo ý chí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không gì địch nổi. Rất mạnh. Lúc này, Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, võ thần là gì? Tiểu tháp, không biết. Diệp Quân cau mày, không biết sao? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân im lặng một lúc thật lâu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây thương võ thần rồi nói, tháp gia, ta cảm nhận được một luồng khí trong đạo ý chí võ thần này. Tiểu tháp lấy làm kinh ngạc, khí à? Diệp Quân gật đầu, hắn cầm thương võ thần lên. Chân thành nói, trong sách nói rằng võ thần là chỉ võ đạo thông thần, nhưng ta lại thấy võ thần là một loại tinh thần không chịu thua, một loại tinh thần gặp mạnh thì sẽ càng mạnh hơn. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đánh bại ta nhưng không thể đánh bại ý chí của ta. Nói rồi,
hắn chậm chậm nhắm mắt lại, ngày đó, cây thương võ thần này đánh với cô váy trắng, tuy nó không địch lại nhưng ý chí vẫn còn đó, khí thế không hề suy nhược. Võ thần không phải là vô địch thiên hạ, nhưng dám đấu với bất kỳ người nào vô địch trong thiên hạ. Dứt lời, trong cơ thể Diệp Quân bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố. Không phải là kiếm thế, mà là võ thế. Võ thế được sản sinh ra từ ý chí võ thần. Bỗng nhiên, cây thương võ thần kia rung lên kịch liệt, một giây sau, ý chí võ thần trong cây thương bỗng chui vào giữa trán Diệp Quân. Diệp Quân trợn tròn hai mắt, nhưng lúc này, hắn đã ở trong một mảng tinh không. Mười trượng trước mặt hắn có một người phụ nữ mặc váy trắng, tay cầm trường thương, trên người tỏa ra khí thế võ đạo ghê gớm. Diệp Quân sững sờ. Ý chí võ thần. Lúc này, tiểu tháp run giọng nói, truyền thừa võ thần. Mẹ kiếp, hắn là kiếm tu mà. Hắn là kiếm tu đấy. Võ thần gì cơ chứ? Ôi trời, hắn là kiếm tu, đừng đi tu võ đạo chứ. Giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, có khả năng nào là. Hắn đã dùng kiếm đạo để chứng võ thần. Tiểu tháp. Dùng kiếm đạo chứng võ thần. Phải thừa nhận rằng, tiểu tháp hơi sững sờ. Nó từng theo hai đời người mang thiên mệnh, hai đời người mang thiên mệnh tuyệt đối đều là kỳ tài ngút trời, bao gồm cả tiểu chủ, tuy giai đoạn sau hơi buồn nhưng ở giai đoạn đầu, thiên phú của tiểu chủ không gì có thể che đậy được, tuyệt đối là sự tồn tại thế gian hiếm có. Người mang thiên mệnh đời đầu thì không cần phải bàn đến nữa. Dùng giết chóc chứng đạo, đạt đến đỉnh cao. Hai đời người mang thiên mệnh đều đồng thời tu luyện nhiều loại đạo, nhưng cuối cùng, ngoài kiếm đạo thì đã vứt bỏ những loại đạo khác, đặc biệt là tiểu chủ, chơi đủ loại cả. Nhưng cuối cùng cũng từ bỏ hết, chỉ còn lại mỗi kiếm đạo. Thế nên nó cực kỳ lo lắng. Nó lo lắng Diệp Quân tu lộn xộn quá, không những không tu tốt võ đạo mà còn dở dang trong việc tu luyện kiếm đạo. Kiếm đạo chứng võ thần. Nghe thì rất ngầu, nhưng nó vẫn rất lo. Làm không khéo thì cả hai bên đều dở dang, biết nhiều mà không tinh thông thì cuối cùng cũng không được gì. Đúng lúc này, người phụ nữ váy trắng phía xa chậm rãi quay người, bà ấy nhìn Diệp Quân, lúc nhìn thấy Diệp Quân bà ấy hơi ngẩn người, cậu không phải hậu nhân của nhà họ An. Nhà họ An. Nghe thế, Diệp Quân tỏ vẻ đề phòng. Đây chính là vị võ thần kia của nhà họ An. Mẹ nó, bà ta sẽ không giết chết mình chứ? Diệp Quân chậm chậm siết chặt tay phải, trong lòng luôn đề phòng, kiếm hành đạo đã dục dịch chờ phát động. Mà ngay lúc này, người phụ nữ váy trắng kia như phát hiện ra gì đó, hai mắt nheo lại rồi lắc người xuất hiện ngay trước mặt Diệp Quân. Mặt hắn biến sắc, muốn cử động nhưng đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp vây lấy. Giây phút này, hắn như bị điểm huyệt, không thể cử động được. Diệp Quân hoảng hốt, vội nói, tiền bối, tháp gia của ta ở đây đấy. Nó lợi hại lắm. Tiểu tháp bốc hỏa, mẹ nó, người đừng có tâng bốc ông đây chịu không nổi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân một lát, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, bà ấy phất tay, luồng võ thế vây lấy Diệp Quân biến mất sạch. Diệp Quân thở phào nhưng vẫn rất cảnh giác. Lúc này, người phụ nữ váy trắng khẽ hỏi, người đi một mình à? Diệp Quân vội nói, còn có tháp gia nữa. Nó lợi hại lắm. Dưới tam kiếm nó vô địch, trên tam kiếm nó có thể một đấu một. Tiểu tháp, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, bây giờ ngươi biết sợ rồi à? Lúc bốc phét sao không thấy ngươi sợ? Tiểu tháp im lặng không nói gì, bây giờ nó chỉ muốn giả chết. Nghe Diệp Quân nói vậy, người phụ nữ váy trắng khẽ cười, tháp gia của cậu nói với cậu như vậy à? Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn người phụ nữ váy trắng rồi nhẹ giọng hỏi, tiền bối quen tháp gia ạ? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, quen. Diệp Quân im lặng. Bây giờ hắn đang nghi ngờ, có lẽ không phải tháp gia đang bốc phét, mà có khi tháp gia ngầu thật. Sau này phải nịnh nọt tháp gia cho thật tốt, sau đó có chuyện gì gánh không nổi thì nhờ tháp gia gánh dùm. Diệp Quân đang định nói gì đó, người phụ nữ váy trắng bỗng điểm vào giữa trán hắn. Diệp Quân trợn tròn hai mắt, trong tích tắc đã có vô số thông tin cuồn cuộn chảy vào đầu hắn. Lúc này, Diệp Quân dường như đã xuyên không, hắn nhìn thấy tất cả trận chiến mà người phụ nữ váy trắng đã trải qua, đủ loại đại chiến. Chấn động. Diệp Quân hoàn toàn chấn động. Thì ra còn có thể đánh nhau như thế này. Võ thần.
dường như là vô địch trong cận chiến. Truyền thừa võ thần. Một lúc lâu sau, người phụ nữ váy trắng mới rút tay lại. Bà ấy nhìn Diệp Quân, khẽ nói, cậu đã lĩnh ngộ được ý chí võ thần, truyền thừa này có thể giúp cậu lĩnh ngộ ý thức võ thần, chỉ cần cậu lĩnh ngộ được ý thức võ thần thì sẽ vô địch trong cận chiến. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, khẽ nói, tiền bối, người biết vãn bối là ai không? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, biết. Diệp Quân do dự một chút rồi nói, vãn bối là kẻ thù của nhà họ An, người nhà họ An đã truy sát vãn bối, bây giờ. Họ tiêu đời rồi. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, cậu không sao là tốt rồi. Diệp Quân sửng sốt. Nói gì vậy? Người phụ nữ váy trắng, ta đi đây. Nói rồi, bà ấy bỗng trở nên hư ảo. Diệp Quân vội hỏi, tiền bối, bây giờ vãn bối có được xem là võ thần không? Người phụ nữ váy trắng hỏi lại, cậu tự thấy thế nào? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, vãn bối không nên quan tâm tới danh hiệu đó. Tinh khí thần mới là điều vãn bối nên theo đuổi. Người phụ nữ váy trắng cười nói, không phải là theo đuổi, mà là giữ gìn, vì cậu đã có nó rồi. Bây giờ cậu chỉ thiếu thực chiến, những trận đấu kia đều ở trong đầu của cậu, cậu phải dùng chiến đấu thật để tiêu hóa chúng nó, sau đó sáng tạo ra võ đạo chỉ thuộc riêng về mình. Nói rồi bà ấy khẽ chỉ vào đầu Diệp Quân, nhớ kỹ, giai đoạn đầu ý thức là quan trọng nhất. Giai đoạn giữa thì sức mạnh thuần túy và tốc độ thuần túy quan trọng nhất. Diệp Quân hỏi, vậy giai đoạn sau thì sao ạ? Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, tới lúc đó nói tiếp. Diệp Quân gật đầu, vâng. Người phụ nữ váy trắng, cố lên. Nói xong bà ấy đã biến mất. Không gian bỗng trở nên hư ảo, một giây sau, Diệp Quân đã xuất hiện trong thông đạo trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân nhắm mắt lại. Không ngừng nhớ lại những trận đấu của võ thần kia. Lúc này, tiểu tháp bỗng nhắc nhở, ngươi là kiếm tu. Nó vẫn sợ Diệp Quân đi trạch đường. Diệp Quân gật đầu, ta biết, tháp gia đang lo lắng ta tu luyện nhiều loại thì hai bên sẽ giang dở, đúng không? Tiểu tháp, đúng. Diệp Quân khẽ nói, nhưng ta lại thấy, dường như kiếm đạo và võ đạo không có gì khác nhau. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân cười nói, có thể bổ sung cho nhau, tốc độ của ta rất nhanh, nhưng hiểu biết về chiến đấu của ta lại có thiếu sót, ý thức võ thần có thể bổ sung điểm này. Thật ra, dù là kiếm đạo hay võ đạo, mục đích cuối cùng đều là để đánh bại đối thủ. Theo ta thấy, những đạo nào có thể đánh bại kẻ địch đều là đạo tốt. Tiểu tháp không lên tiếng, không thể phản bác. Diệp Quân khẽ nói, bây giờ ta chỉ mong có thể chiến đấu. Sau đó dung hợp kiếm đạo và võ đạo của ta lại, sáng tạo ra một phương thức chiến đấu của riêng mình. Ta muốn theo đuổi đạo của chính mình, không bám vào bất cứ khuôn mẫu nào, phàm những thứ ta dùng đều là đạo của Diệp Quân ta. Lúc này, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, ta thấy thiên phú của hắn hơi quá đáng rồi đấy. Tiểu tháp gật đầu như búa bổ, nó đồng ý với ý kiến này. Giọng nói bí ẩn khẽ nói, có lẽ hắn đã thừa kế thiên phú tu luyện của cha mẹ một cách hoàn mỹ. Với thiên phú và tâm tính này của hắn, ta tin rằng một ngày nào đó hắn có thể đạt đến trình độ của tứ kiếm. Tiểu tháp trầm giọng nói, chúng ta vẫn phải trông nom cho tốt. Hắn rất ưu tú, nhưng còn trẻ quá, thế nên chúng ta phải để hắn chịu chút khổ cực của nhân gian, tránh về sau hắn hủy hoại tâm tính của mình, đi sai đường. Đúng vậy, phải để hắn chịu khổ. Chỉ cần không chết là được. Giọng nói bí ẩn, tiểu tháp, người có mang chút tư thủ cá nhân vào trong chuyện này đúng không? Tiểu tháp. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng đứng lên, hắn nhìn phía xa, ở đó có một màn ánh sáng. Đến rồi. Nam Châu. Ta về rồi. Rất nhanh, Diệp Quân đã xuyên qua màn ánh sáng, tới trong một trận pháp dịch chuyển. Căn cứ dịch chuyển của Tiên Bảo Các. Diệp Quân vừa xuất hiện. Một ông lão đã đến trước mặt hắn, ông lão nhìn Diệp Quân rồi ngẩn người ra, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu. Sắc mặt ông lão bỗng trở nên nghiêm trọng. Ông ta là người của Tiên Bảo Các, đương nhiên biết được rất nhiều chuyện, lúc Diệp Quân gật đầu, ông ta bỗng trở nên cảnh giác hẳn. Diệp Quân không để ý tới ông ta, ngự kiếm biến mất. Diệp Quân không trở về thành Hoang Cổ mà tới phía sau thành Hoang Cổ. Ở đó có một ngọn núi lớn. Nhìn ngọn núi đó, Diệp Quân phất tay áo, một thanh phi kiếm bay ra. Bù! Một đạo kiếm quang dài trăm trượng giáng từ trên trời xuống.
Ầm, ngọn núi lớn đó bị bổ làm hai. Thấy cảnh này, Diệp Quân cười ngốc một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tiểu tháp. Một lát sau, Diệp Quân đã tới trước cổng thành hoang cổ, nhìn thành hoang cổ trước mắt, Diệp Quân khẽ cười. Mọi thứ quen thuộc. Lúc này, một chàng trai trước cổng thành bỗng gọi, Diệp. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chàng trai đó, cười hỏi, huynh biết ta sao? Diệp Quân. Chàng trai đó rất kích động, y quay người chạy đi, vừa chạy vừa hét như điên, Diệp Quân về rồi. Diệp Quân về rồi. Trong giây lát, cả thành chấn động, thế là vô số người chạy ra phía cổng thành. Thấy tình thế này, Diệp Quân ngỡ ngàng. Những người chạy đến đều mang tâm trạng phấn khởi và kích động. Lúc trước, sau khi Diệp Quân đoạt được hạng nhất trong cuộc tỷ võ, cả thành Nam Châu đã chấn động, có thể nói Diệp Quân là anh hùng của cả Nam Châu. Nghìn năm qua, Nam Châu vẫn luôn đứng bét, người ta đã nhịn nhục cả nghìn năm qua rồi. Bây giờ, Diệp Quân giành được hạng nhất, cuối cùng Nam Châu cũng đã được hả hê. Mà những thiên tài trẻ tuổi từ Nam Châu đi ra ngoài cũng nhờ đó mà có thể diện hơn. Hạng nhất cuộc tỷ võ. Đó không chỉ là vinh quang của mình Diệp Quân, càng là vinh quang của cả Nam Châu. Đặc biệt là bây giờ, người ở khắp thành Nam Châu đều xem Diệp Quân như một vị thần. Diệp Quân. Vô số người đồng thanh hô lên. Nhìn mọi người, Diệp Quân khẽ cười, hắn bỗng động thần niệm, ngự kiếm bay lên trời, xoay một vòng 360 độ rồi tiêu sái rời đi trong ánh nhìn ngưỡng mộ và chấn động của mọi người. Trong tháp, tiểu tháp bỗng cười nói cho cùng thì vẫn còn là một cậu thiếu niên, hơi sốc nổi. Rất nhanh, Diệp Quân tới gia tộc họ Diệp, lúc này tất cả người trong gia tộc đều đã tập trung trước cửa. Người dẫn đầu chính là Diệp Tiêu. Thấy Diệp Quân về, tất cả mọi người trong gia tộc họ Diệp đều hứng khởi. Diệp Tiêu cũng nở nụ cười sán lạn. Kiếm đế. Tuy Nam Châu lạc hậu nhưng vì thư viện và tiên bảo các nên một vài chuyện đã được truyền tới nơi đây. Ví như chuyện Diệp Quân là một kiếm đế. Mấy người Diệp Tiêu đương nhiên vui mừng khôn xiết. Kiếm đế, nhà họ Diệp lại xuất hiện một vị kiếm đế cơ đấy. Tổ tiên của nhà họ Diệp thật sự có thể an lòng yên nghỉ rồi. Tuy Diệp Quân không phải là con cháu của nhà họ Diệp nhưng trong mắt người nhà họ Diệp, Diệp Quân chính là người nhà họ Diệp. Diệp Quân bước nhanh tới trước mặt Diệp Tiêu, hắn khẽ hành lễ tộc trưởng. Diệp Tiêu bỗng chộp lấy tay Diệp Quân rồi kéo hắn đi vào trong gia tộc họ Diệp, mọi người lần lượt nhường đường. Diệp Tiêu dẫn Diệp Quân thẳng tới nhà thờ tổ nhà họ Diệp, những người khác thì đứng bên ngoài chờ. Diệp Tiêu đốt một nén hương, sau đó quay người nhìn Diệp Quân, bây giờ ta tuyên bố, con chính là tộc trưởng gia tộc họ Diệp. Tộc trưởng. Nghe thế, Diệp Quân sững sờ, vội nói, tộc trưởng. Diệp Tiêu lắc đầu, ta biết ý của con, cũng biết con không có thời gian quản lý nhà họ Diệp, con yên tâm, ta sẽ tiếp tục quản lý chuyện nhà họ Diệp, con cứ yên tâm làm chuyện của mình là được. Diệp Quân trầm giọng nói, tộc trưởng, chuyện này hơi phức tạp. Bây giờ hắn không thể nào làm tộc trưởng gia tộc họ Diệp được, nếu làm tộc trưởng gia tộc họ Diệp, rất có thể hắn sẽ hại chết nhà họ Diệp. Nghe Diệp Quân nói, Diệp Tiêu khẽ hỏi, vì vài nguyên nhân bên ngoài à? Diệp Quân gật đầu, tộc trưởng, chuyện này tạm thời không vội. Sau một thoáng im lặng, Diệp Tiêu gật đầu, nghe theo con cả. Diệp Quân chợt thở phào. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Tiêu, tộc trưởng. Trong nhẫn không gian có 1.000 vạn kim tinh và vài xác chân long, ngoài ra còn có một số bảo vật, ngài giữ lại chia cho các đệ tử trong tộc. Diệp Tiêu không từ chối, ông cất nhẫn không gian rồi nhìn Diệp Quân, bao giờ con đi? Diệp Quân, sắp rồi ạ. Diệp Tiêu sửng sốt, vội vậy sao? Diệp Quân gật đầu. Hắn không thể ở lại gia tộc họ Diệp lâu, tránh làm liên lụy gia tộc họ Diệp. Ngoài ra... Còn 3 tháng nữa sẽ tới trận chiến với người mang thiên mệnh, bây giờ hắn buộc phải tìm nơi tu luyện, rõ ràng ở Nam Châu không có nơi này. Phải tới huyền tháp ở huyền giới. Nhưng tiên bảo các quản lý huyền giới, hắn cũng không chắc mình có thể vào được đó bằng cách nào khác hay không. Tóm lại, cứ thử xem thế nào. Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách dở thói lưu manh thôi. Diệp Tiêu khẽ nói, ở lại một đêm rồi hắn đi. Diệp Quân do dự một lát rồi gật đầu, vâng. Lúc này, Diệp Tiêu bỗng nói, lấy tộc phổ lên đây.
Trong sự chứng kiến của mọi người, nhị trưởng lão vội dâng tộc phổ của gia tộc họ Diệp lên, Diệp Thiêu mở ra, xem một hồi lâu ông mới tìm thấy tên Diệp Quân, sau đó ông gạch tên Diệp Quân trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặt Diệp Quân biến sắc, tộc trưởng. Lúc này, nhị trưởng lão lại lấy ra một quyển tộc phổ mới, đại trưởng lão mở ra, bên trong toàn là giấy trắng. Diệp Tiêu vung bút, viết lên hàng đầu tiên của mục đầu tiên, Diệp Quân. Làm lại một quyển tộc phổ mới sao? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Diệp Tiêu giơ quyển tộc phổ trong tay lên, bình thản nói, từ hôm nay, nhà họ Diệp ta sẽ lấy quyển tộc phổ này làm quyển chính. Diệp Quân. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, ngầu đét, cha với ông nội hắn còn không có được đãi ngộ thế này. Đêm khuya, Diệp Quân nằm trên bậc thềm trước cửa phòng mình nhìn tinh không vời vợi, tiếng côn trùng kêu vang bốn phía. Diệp Quân khẽ nói, Tháp gia, người mang thiên mệnh là người chủ nhân đại đạo bút đã chọn sao? Tiểu Tháp, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, ta nhớ trước đây ngươi từng nói chủ nhân đại đạo bút rất mạnh, đúng không? Tiểu Tháp, ngươi hỏi vào thẳng trọng điểm đi. Diệp Quân gật đầu, chủ nhân đại đạo bút với ngươi, ai lợi hại hơn? Tiểu Tháp muốn nói gì đó, giọng nói bí ẩn bỗng nhắc nhở, ngươi có chắc mình muốn làm màu ở câu hỏi này không? Tiểu Tháp chợt im lặng. Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì lúc này bỗng có một giọng nói hờn trách vang lên ở bên cạnh, về cũng không tới tìm ta, quên ta rồi à? Diệp Quân quay đầu nhìn, ở đó có một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu xanh, thân hình uyển chuyển, tóc dài phủ vai, gương mặt đẹp như tranh vẽ mang theo chút hờn trách và bất mãn. Người này chính là Phí Bán Thanh. Nhìn thấy người này, Diệp Quân vội đứng dậy, vui mừng gọi, sư phụ. Phí Bán Thanh tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy nhìn chằm chằm hắn, sao không tới tìm ta? Diệp Quân vội giải thích, vốn còn định mai sẽ tới thư viện gặp người mà. Phí Bán Thanh khẽ nói, chịu không ít khổ cực ở bên ngoài nhỉ. Diệp Quân cười, giả cũng tạm. Phí Bán Thanh trợn hắn một cái, sao lại câu nệ thế, ta đáng sợ lắm à. Diệp Quân im lặng. Lần đầu gặp mặt sư phụ hung dữ lắm, hở ra là đòi bóp nát trứng người ta. Đương nhiên, đối với Phí Bán Thanh, hắn tôn kính nhiều hơn là sợ hãi. Phí Bán Thanh bỗng cười, đi dạo với ta một lát. Diệp Quân gật đầu, vâng. Hai người đi trên con đường đá dẫn ra sau núi, Phí Bán Thanh không nói gì, Diệp Quân cũng không lên tiếng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rít rít. Lúc này, Phí Bán Thanh bỗng hỏi, tiểu ca, con bé. Diệp Quân nói, con sẽ cứu sống muội ấy. Phí Bán Thanh gật đầu, vậy thì tốt. Nói rồi, bà ấy quay đầu nhìn Diệp Quân, khẽ cười, khi xưa con rất non nớt, bây giờ trông đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Diệp Quân gật đầu, sư phụ, thời gian qua người ổn không? Phí Bán Thanh liếc hắn một cái, oán trách, con còn biết hỏi ta có ổn không cơ đấy, đi mà không có một lá thư nào gửi về, có phải đã quên ta từ lâu rồi không? Diệp Quân lắc đầu cười, con ở bên ngoài, việc hơi phức tạp. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hai người cứ tiếp tục đi như vậy, bất giác đã ra sau núi. Phí Bán Thanh bỗng quay người nhìn Diệp Quân, cười nói, tiểu Quân, ta hỏi con một câu, con phải trả lời thật cho ta biết. Diệp Quân gật đầu, vâng. Khóe miệng Phí Bán Thanh nhếch lên, cả đời này con chỉ thích một cô gái sao? Diệp Quân sững sờ. Phí Bán Thanh nghiêm túc nói, ánh mắt đừng né tránh, trả lời đúng sự thật. Diệp Quân hỏi lại, sư phụ, nếu con cùng lúc thích hai cô gái thì có phạm pháp không? Phí Bán Thanh ngẩn người. Phạm pháp không? Hình như là không. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm hắn, không phạm pháp, nhưng ngoài tiểu ca, con sẽ thích thêm một cô gái khác sao? Diệp Quân hỏi lại, vậy người có hy vọng con thích thêm một cô gái khác không? Phí Bán Thanh hơi giận, ta đang hỏi con, sao con lại tránh né trả lời, có phải muốn tuyển cả giàn hậu cung không hả? Nói ngay. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, sư phụ, con nói là nếu con thích tiểu ca, cũng thích người thì phải làm thế nào? Phí Bán Thanh ngây ra như phỗng. Trong tháp, Tiểu Tháp nói, hắn đang nói thật hay là đang chuyển chủ đề đấy? Giọng nói bí ẩn, cô gái này đấu không lại hắn đâu. Tiểu Tháp im lặng. Ở lâu với thằng nhóc khốn nạn này, nó phát hiện ra thằng nhóc này ngày thường trông thành thật ngoan ngoãn,
thật ra trong lòng lắm mưu nhiều kế hơn cả cha hắn. Tâm tư của cha hắn đều viết hết ra mặt. Còn tâm tư của hắn thì luôn giấu sâu trong lòng. Kết quả, hai cha con đều không phải người tốt gì cho cam. Phí Bán Thanh bỗng quay người, hai tay siết chặt, một lúc sau khẽ nói, ta là sư phụ của con. Diệp Quân nói, con nói là nếu mà, nếu con thích tiểu ca, con thích cả người, người có cảm thấy con rất xấu xa không? Phí Bán Thanh nhìn phía xa, không nói gì. Diệp Quân kéo tay áo Phí Bán Thanh, sư phụ. Phí Bán Thanh nhẹ giọng hỏi, con tự cảm thấy có xấu xa hay không? Diệp Quân lắc đầu, con không biết nên mới hỏi người mà. Sau một hồi im lặng, Phí Bán Thanh quay đầu nhìn Diệp Quân, thế con thật sự thích ta à? Diệp Quân sững sờ. Phí Bán Thanh bỗng cười, thích không? Diệp Quân do dự một lát, đang định trả lời thì Phí Bán Thanh lắc đầu, thằng nhóc nhà con to gan lắm, dám lấy sư phụ ra để ví dụ, ta là sư phụ của con đấy. Nói đến đây, bà ấy bỗng nở nụ cười kỳ dị, có phải đôi lúc cảm thấy với sư phụ của mình sẽ kích thích hơn không? Diệp Quân toát mồ hôi lạnh, sư phụ, con không có tà niệm gì, con. Tháp gia có thể làm chứng cho con. Tiểu tháp, Phí Bán Thanh cốc đầu hắn một cái, lắc đầu, xem con lúng túng kìa. Tóm lại con nghĩ thế nào ta cũng không quản được, đúng không? Diệp Quân nghiêm túc nói, con chưa từng suy nghĩ lệch lạc. Phí Bán Thanh chớp mắt, cười xinh đẹp, thế hay là con nghĩ thử đi. Nghỉ thử thôi, có phải kích thích lắm không? Mặt Diệp Quân cứng đờ. Phí Bán Thanh chỉ vào trán Diệp Quân một cái, nhát gan. Nói xong, bà ấy lấy ra một chiếc nhẫn không gian rồi đặt vào tay Diệp Quân, cho con cái này. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, trong đó có 3.000 vạn kim tinh. Diệp Quân sửng sốt, sư phụ, người nhiều tiền vậy sao? Phí Bán Thanh cười nói, trong cuộc tỷ võ, ta dùng toàn bộ gia sản đặt cược con giành hạng nhất, kiếm được 5.000 vạn đấy. Diệp Quân cười nói, thì ra là vậy. Nói rồi hắn đưa nhẫn không gian lại cho Phí Bán Thanh, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian khác, trong đó có 10 cái xác chân long. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, không cần tiền à. Diệp Quân gật đầu, bây giờ con không thiếu tiền nữa. Người giữ lại mà dùng. Phí Bán Thanh im lặng. Diệp Quân mỉm cười rồi nói, trong nhẫn không gian còn có một số công pháp và vật phẩm để tu luyện, đều là đồ tốt ở vũ trụ quan huyên, con đã chọn rất nhiều cho người, chắc chắn sẽ có ích với người. Phí Bán Thanh khẽ nói, sắp đi rồi à? Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh bước lên trước, Diệp Quân còn chưa phản ứng lại được thì bà ấy đã khẽ ôm hắn. Cơ thể mềm mại thơm ngát. Diệp Quân như bị sét đánh. Đứng ngơ ra tại chỗ. Lúc này, Phí Bán Thanh thả hắn ra, bà ấy nhìn Diệp Quân, cười nói, đây chỉ là một cái ôm thuần khiết, đừng có suy nghĩ lệch lạc, biết chưa? Diệp Quân cười, sư phụ, con đi đây. Nụ cười của Phí Bán Thanh chợt tắt, còn quay về không? Diệp Quân gật đầu, còn ạ. Phí Bán Thanh khẽ nói, thế lần sau quay về phải tới tìm ta ngay, được không? Diệp Quân gật đầu, được ạ. Phí Bán Thanh, đi đi. Diệp Quân, sư phụ bảo trọng. Nói rồi hắn quay người ngự kiếm, biến mất phía chân trời. Trên đỉnh núi, Phí Bán Thanh nhìn tia kiếm quang biến mất phía xa, thất thần một hồi lâu rồi lắc đầu, cái gì cũng tốt, sao không háo sắc chứ? Nói xong, bà ấy quay người rời đi. Diệp Quân không từ biệt với đám người Diệp Tiêu, hắn không thích lâm ly bi đát. Lần này, mục tiêu của hắn chính là tới huyền giới. Ý thức võ thần. Hắn phải chiến đấu, bây giờ hắn chỉ muốn đấu với cường giả thực thụ, loại cường giả cao hơn hắn ít nhất 5 bậc cảnh giới ấy. Cảnh giới quá thấp thì đánh cũng không có tác dụng gì. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, thằng nhóc, ngươi có cảm thấy cô gái kia thích ngươi không? Diệp Quân bình tĩnh nói, không. Tiểu tháp, ngươi cứ ở đó mà giả ngốc đi. Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp đang định nói gì đó. Diệp Quân bỗng lấy kiếm hành đạo ra, khẽ nói, phụ nữ chỉ sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta thôi. Tiểu tháp nói, ngươi cứ ở đây nói tào lao với ta đi. Diệp Quân hỏi, tháp gia, ngươi có thích ai chưa? Tiểu tháp tức giận, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Quân hỏi, thế ngươi từng thích một, cô tháp, nào chưa? Tiểu tháp, rất nhanh, Diệp Quân đã tới tiên bảo các lớn nhất Nam Châu,
ở đây chỉ có một trận pháp dịch chuyển, hơn nữa chỉ có thể dịch chuyển đến trung thổ thần châu. Chỉ ở những nơi lớn mới có trận pháp dịch chuyển tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Lúc Diệp Quân tới Tiên Bảo Các, một ông lão quản sự của Tiên Bảo Các bỗng như gặp kẻ địch mạnh, ông ta nhìn Diệp Quân với vẻ mặt đề phòng. Đương nhiên ông ta biết Diệp Quân là một thành viên trong danh sách đen của Tiên Bảo Các. Diệp Quân nhìn ông lão mà không nói gì, hắn bỗng phất tay, một thanh phi kiếm phóng ra, vách tường cách đó mấy mươi trượng sụp đổ. Thấy thế, ông lão vội nói, Diệp công tử, cậu muốn làm gì cứ làm, ta không thấy gì cả. Diệp Quân bình tĩnh nói, trận pháp dịch chuyển. Ông lão vội chỉ phía bên phải, bên kia. Diệp Quân gật đầu, lắc người biến mất. Ông lão lau mồ hôi lạnh, đồng thời thở phào một hơi, may là Diệp công tử này không lạm sát người vô tội. Sau khi Diệp Quân vào trận pháp dịch chuyển, hắn tới thẳng trung thổ thần châu, nhưng hắn không về đạo môn mà tới huyền giới. Trước huyền tháp, Diệp Quân nhìn ông lão canh tháp trước mặt, mà ông ta cũng đang nhìn hắn. Sắc mặt ông lão canh tháp cực kỳ đề phòng. Diệp Quân hỏi, tiền bối, cần bao nhiêu thời gian để cường giả tổng các Tiên Bảo Các tới đây? Ông lão canh tháp nhìn Diệp Quân, nếu ta chết ở đây thì Tổng viện chắc chắn sẽ truy cứu. Diệp Quân gật đầu, tiền bối so với nhà họ An và tộc Thiên Long thì thế nào? Ông lão canh tháp im lặng. Diệp Quân xòe tay, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt ông lão, trong đó có 300 vạn kim tinh. Diệp Quân nhìn ông lão canh tháp, tiền bối có thể xem như mình không biết gì cả. Ông lão canh tháp im lặng không nói gì. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, vậy bây giờ tiền bối có thể thông báo với tổng các của Tiên Bảo Các rồi. Ông lão canh tháp cười khổ, Diệp công tử, ta chỉ là một người canh tháp bình thường, sao cậu phải làm khó ta? Diệp Quân bỗng lấy ra một bình rượu, uống vài hơi, không trả lời ông lão. Ông lão canh tháp sững sờ, sau đó nói, Diệp công tử, cậu đang làm gì vậy? Diệp Quân lại uống thêm vài hớp rượu nữa, hắn bình tĩnh nói, sau khi uống rượu thì ta sẽ hơi say. Mà khi say, ta sẽ không nói đạo lý gì nữa đâu. Nét mặt ông lão canh tháp cứng đờ. Diệp Quân thở dài, ta bị nhà họ An đối phó trước, sau đó là đến tộc Thiên Long, thư viện cũng đối phó với ta, Tiên Bảo Các cũng cho ta vào danh sách đen. Nói rồi hắn lắc đầu nhìn ông lão canh tháp, tiền bối, ông nói xem, ta sống còn có nghĩa lý gì? Ta sống còn có ý nghĩa gì? Nói đến đây hắn bỗng trở nên kích động, kiếm thế mạnh mẽ chấn động không gian xung quanh. Ông lão canh tháp kinh hãi. Diệp Quân uống thêm một ngụm rượu nữa, sau đó nhìn ông lão canh tháp, bây giờ ông cũng đối phó với ta sống không có chút ý nghĩa nào hết, ta không muốn sống nữa. Ta, ông lão canh tháp run giọng, Diệp công tử, ngươi đừng nghĩ quẩn, chưa có gì là chắc chắn cả, cả cậu và người mang thiên mệnh đều rất mạnh, cậu có cơ hội mà, cậu. Chẳng phải cậu muốn tu luyện sao, cậu vào đi, ta không nhìn thấy gì cả, như thế, đã được chưa? Diệp Quân bình tĩnh hỏi, có miễn phí không? Ông lão canh tháp chợt hơi do dự. Diệp Quân bỗng nhiên uống thêm ngụm rượu nữa, ông lão canh tháp vội nói, miễn phí. Miễn phí. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Ông lão canh tháp bất giác nói, không có gì. Nói xong thì ông ta bỗng ngẩn người ra. Mẹ nó. Tạo nghiệp mà. Sau khi Diệp Quân vào huyền tháp, ông lão canh tháp đứng đó bỗng chìm vào suy tư. Có cần phải thông báo cho Tổng Các không? Ông ta rất do dự. Nếu thông báo cho Tổng Các, chắc chắn Tổng Các sẽ cho người tới xử lý Diệp Quân, đây là điều không cần phải nghi ngờ. Nhưng trước khi Tổng Các tới, Diệp Quân có thể đã giết ông ta trước rồi. Hơn nữa, nếu Tổng Các đánh giá thấp thực lực của Diệp Quân, người phái tới đây không mạnh thì có thể bị Diệp Quân giết hết. Dù Tổng Các phái người rất mạnh tới đây, cũng có khả năng Diệp Quân sẽ không chết. Dù sao thằng nhóc này cũng có đại kiếm đế chống lưng. Nhưng một người canh tháp như ông ta thì có lẽ sẽ chết đấy. Có thể Diệp Quân không dám trả thù Tiên Bảo Các, nhưng chắc chắn hắn dám trả thù ông ta. Nghĩ đến nên, ông lão canh tháp trầm giọng thở dài. Thôi không báo cho Tổng Các nữa đâu. Nguy hiểm lắm. Mình chỉ là một người làm công, không cần phải liều mạng như thế. Hơn nữa, Diệp Quân này đã cho mình 300 vạn kim tinh rồi. Thôi bỏ đi. Coi như mình hồ đồ một lần. Ông lão canh tháp cất nhẫn không gian vào,
sau đó nhìn quanh bốn phía rồi quay người rời đi. Trong huyền tháp, Diệp Quân tới thẳng tầng tu luyện chữ đế. Ngoài tầng chữ thần, đây là tầng tu luyện cao nhất của huyền giới tính đến nay. Mà cái hắn chọn là thực chiến. Bây giờ hắn cần phải thực chiến, loại thực chiến có thể khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của cái chết. Sau khi vào trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân tới một bệ đá vuông vức khổng lồ, dài rộng tầm vạn trượng, xung quanh bệ đá vuông vức là vực sâu không thấy đáy đầy sương mù. Phía xa xa, chốc chốc lại xuất hiện những đôi tiên hạc bay lượn, giống như tiên cảnh vậy. Xa hơn chút nữa dường như có mười mấy đài tỷ võ. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, quay đầu thấy bên ngoài đài tỷ võ có một tấm bia đá trăm trượng, trên đó khắc ba chữ lớn, đỉnh thí luyện. Nhìn thấy nơi này, Diệp Quân thấy hơi kinh ngạc. Trông đài tỷ võ này cao cấp thật. Bên ngoài, sắc mặt ông lão canh tháp bỗng thay đổi, tầng đế, cậu ta điên rồi sao? Nói xong, ông ta biến mất tại chỗ. Trên đỉnh thí luyện, Diệp Quân đang nhìn ngó xung quanh, thấy phong cảnh ở đây rất đẹp thì đúng lúc này, không gian trước mặt hắn bỗng rung lên. Cùng lúc đó, một ánh sáng xanh lam thần bí lướt qua quanh người hắn, một giây sau, một hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn, trong tay hư ảnh này cầm một thanh kiếm. Thấy cảnh này, Diệp Quân nheo mắt lại, ấy vậy mà lại là một kiếm tu. Lúc này, hư ảnh bỗng biến mất. Mặt Diệp Quân biến sắc. Thuấn sát nhất kiếm. Tên này lại thi triển được thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa một kiếm có thể trực tiếp phá quy tắc. Diệp Quân chấn kinh, không kịp nghĩ nhiều, lắc người lùi sau. Nhưng hắn vừa lùi lại thì một thanh phi kiếm bỗng phóng tới. Diệp Quân không lùi nữa, đâm một kiếm ra. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, Diệp Quân và hư ảnh kia đồng thời liên tiếp lùi về phía sau. Hai bên cùng lúc lùi mấy chục trượng, mà lúc cả hai cùng lùi, họ đều thi triển phi kiếm. Bù, bù, hai thanh phi kiếm lướt qua, lúc hai phi kiếm va chạm với nhau, một đạo kiếm quang bùng nổ, kiếm khí phóng ra, không gian xung quanh nứt toác, đồng thời, hai người cũng biến mất. Hai đạo kiếm quang lướt qua như sấm sét. Rầm, bỗng chốc, một mảng kiếm quang bùng nổ. Sau đó, đài tỷ võ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Hai đạo tàn ảnh không ngừng chớp tắt, phi kiếm tung hoành, kiếm khí bắn tung tóe xung quanh hai đạo tàn ảnh. Duy trì được một khắc thì hai người cùng lúc lùi ra. Trong lúc lùi ra, hàng loạt phi kiếm được phóng ra. Lúc này, trên người Diệp Quân lại có đến mười mấy vết chém. Diệp Quân nhìn hư ảnh kia với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn phát hiện những thứ mình biết, hư ảnh kia đều biết, những thứ hắn không biết, hư ảnh kia cũng biết. Ngoài ra, hư ảnh càng đánh càng mạnh, phản ứng và tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu không nhờ trước đây hắn từng nhận được truyền thừa võ thần, trong đầu có vô số hình ảnh chiến đấu thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hư ảnh này. Quan trọng nhất là, hư ảnh này không bị cạn kiệt huyền khí, có thể dùng phi kiếm vô số lần. Còn hắn thì không được. Đúng lúc này, hư ảnh kia biến mất. Vù! Không gian trước mặt Diệp Quân nứt ra, một thanh kiếm đâm tới. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Quân nheo mắt, hắn bước tới một bước, một thanh phi kiếm phóng ra, nhưng hắn đã biến mất khỏi chỗ. Trước mặt hắn, tay của hư ảnh kia cũng buông ra, hắn ta cũng biến mất khỏi chỗ. Mà ngay lúc hắn ta biến mất, Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng hắn ta, nhưng sau khi Diệp Quân dừng lại, hư ảnh đã ở sau lưng hắn. Bù! Một thanh kiếm đâm sau lưng Diệp Quân. Sắc mặt của Diệp Quân lại rất bình tĩnh. Hắn quay phắt người lại. Cùng lúc đó, hư ảnh bỗng biến mất một cách kỳ lạ rồi lại xuất hiện sau lưng Diệp Quân. Diệp Quân bỗng quay người nhưng không xuất kiếm, hắn tiếp tục quay người một lần nữa rồi đâm kiếm ra. Ngươi phán đoán hành động của ta. Ta phán đoán hành động của ngươi. Điên cuồng phán đoán. Diệp Quân đâm kiếm ra nhưng nhát kiếm này vẫn đâm hụt. Vì hư ảnh kia đã biến mất rồi. Diệp Quân nheo mắt, hắn biết mình thua tồi. Vừa nghĩ vậy, một thanh kiếm đã kê ngay sau ót của hắn. Hư ảnh không đâm kiếm vào mà tránh sang một bên, hắn ta khẽ hành lễ với Diệp Quân rồi cầm kiếm đứng đó, như đang đợi Diệp Quân tiếp tục ra tay. Diệp Quân nhìn hư ảnh, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Tư duy của đối phương cao hơn hắn, dù hắn có làm thế nào, đối phương cũng dự đoán trước được. Đây chính là đấu pháp dòng chảy ý thức. Đấu pháp này mệt hơn đấu pháp bình thường rất nhiều,
vì ngươi phải không ngừng phán đoán người khác, quan trọng nhất là, phản ứng và tốc độ kiếm của ngươi cũng phải theo kịp nhịp độ. Cũng có nghĩa là, ý thức, phản ứng, tốc độ đều phải phối hợp nhịp nhàng với nhau, không được thiếu cái nào. Diệp Quân càng lúc càng hưng phấn. Cực hạn. Tu luyện theo cách này, hắn không những có thể đạt tới cực hạn của mình mà còn có thể vượt qua được cực hạn của mình. Diệp Quân lấy ra một viên đan dược uống vào, một lát sau, hắn đứng dậy rồi biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quân và hư ảnh kia lại đấu với nhau. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, đâm qua chém lại, phi kiếm tung hoành, kỳ lạ nhất là nhiều khi hai người cùng xuất hiện tại một nơi nhưng không ra tay, sau đó lại cùng biến mất. Ông lão canh tháp vào thấy cảnh này thì sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tầng chữ đế. Thật ra nơi này khá đặc biệt, vì nơi này được võ các vô cùng khủng bố năm xưa tạo ra, một là để nghiên cứu, hai là để phát hiện nhân tài. Tiên bảo các không chỉ để kiếm tiền, bọn họ cũng bồi dưỡng nhân tài của riêng mình. Năm xưa võ các đã dùng rất nhiều tài nguyên để tạo ra một trận pháp vô cùng đặc biệt, trận pháp này quét người vào tu luyện để tạo ra một hư ảnh có cùng cảnh giới với người đó. Đương nhiên, không chỉ có vậy, hư ảnh này có hai năng lực đặc biệt cực kỳ đáng sợ. Thứ nhất là có năng lực học tập kinh người, hắn ta có thể học được hết tất cả kỹ thuật chiến đấu của ngươi trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai, hắn ta còn có thể dùng kỹ thuật chiến đấu của người khác. Phàm những người từng tới đây chiến đấu thì hắn ta đều lưu lại kỹ thuật chiến đấu của họ. Hư ảnh này đã học tập ở đây không biết bao nhiêu năm, tóm lại, trước khi ông lão canh tháp tới đây thì hư ảnh đã tồn tại rồi. Mà từ lúc ông ta tới đây, chưa có ai có thể kiên trì được một khắc ở nơi này. Không một người nào. Những người vào đây đều bị đá ra ngoài trong vòng chưa tới một khắc. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại có thể duy trì đánh được với hư ảnh này. Hơn nữa tốc độ chiến đấu của hai người rất nhanh, ông ta không thể nào nhìn rõ, càng không thể hiểu được. Ông lão canh tháp nhìn Diệp Quân chằm chằm, trầm tư. Người này yêu nghiệt đến như vậy, hay là mình cược một phen? Nhưng vừa nghĩ tới người mang thiên mệnh, ông ta lại hơi bất lực. Cả tiên bảo các bây giờ đều đang đánh cược vào người mang thiên mệnh, mà người mang thiên mệnh và Diệp Quân lại là kẻ thù không đội trời chung. Mình đặt cược ở Diệp Quân chẳng phải là đối đầu với tiên bảo các sao? Qua mạo hiểm, ông lão canh tháp thở dài. Bên dưới, Diệp Quân vẫn đang đại chiến với hư ảnh đó. Trong lòng hắn lúc này không có một tạp niệm nào khác, hết sức chăm chú, tinh thần căng thẳng cao độ. Vì hắn không dám lơ là. Sức chiến đấu của hư ảnh này quá khủng bố. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, ngày nào Diệp Quân cũng điên cuồng giao chiến với hư ảnh, nhưng hắn chưa từng chiếm được chút lợi thế nào, cũng may, hư ảnh kia cũng vậy. Đến ngày thứ tư, lúc Diệp Quân đâm một nhát kiếm vào hư ảnh, tay phải hắn bỗng buông kiếm ra, hắn thì xông tới trước, đầu gối thúc về phía trước. Diệp Quân bất chợt buông kiếm, hư ảnh bỗng sửng sốt, nhưng phản ứng của hắn ta cũng cực nhanh, vội lùi về sau, mà bây giờ tốc độ của Diệp Quân bỗng tăng nhanh, một quyền đấm thẳng về phía hư ảnh. Còn phi kiếm của hắn cũng chém về phía hư ảnh với một góc độ quỷ dị. Người kiếm chia tách. Lúc này, hư ảnh bỗng trở nên mờ ảo. Bỗng chốc, mấy chục đạo kiếm quang từ 4 phương 8 hướng chém về phía Diệp Quân. Thấy vậy, Diệp Quân dừng lại, tay phải cầm kiếm vung lên mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Mấy chục đạo kiếm quang đều bị hắn cản lại. Lúc này, hư ảnh kia bỗng hợp tay để giữa trán, một giây sau. Hắn ta chỉ tay về phía Diệp Quân. Xì xì xì. Không gian xung quanh Diệp Quân nứt toác, 4 thanh phi kiếm chém ra. Diệp Quân phất kiếm như mưa, 4 thanh phi kiếm bị cản lại hết, nhưng chớp mắt sau, càng lúc càng nhiều phi kiếm bay từ không gian xung quanh tới. Vù vù vù. Diệp Quân vừa vung kiếm vừa lùi lại, nhưng phi kiếm bay tới lại ngày càng nhiều. Dần dần, trên người Diệp Quân bắt đầu xuất hiện vết chém, bấy giờ. Xung quanh hắn đã có đến gần 100 thanh phi kiếm rồi. Diệp Quân cứ lùi mãi, đến khi lùi ra sau gần 100 trượng thì hắn chợt dừng lại. Bấy giờ, trên người hắn có gần 100 vết chém, y phục cũng đẫm máu. Hư ảnh kia không tiếp tục ra tay, sau khi nhìn Diệp Quân một hồi lâu thì hắn ta cầm kiếm quay người rời đi. Rõ ràng, hắn ta cảm thấy tiếp tục đánh không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng lúc này Diệp Quân bỗng nói, đợi đã. Hư ảnh dừng bước,
Diệp Quân bỗng chậm rãi bước về phía hư ảnh, hắn búng ngón tay. Vù vù vù. Bỗng chốc, không gian xung quanh hư ảnh xuất hiện bốn thanh phi kiếm chém về phía hắn ta. Phản ứng của hư ảnh cực nhanh, cầm kiếm phất mạnh lên, bốn thanh phi kiếm bị cản lại, lúc đó lại có thêm bốn thanh phi kiếm nữa bay tới. Diệp Quân chậm rãi đi về phía hư ảnh, mỗi một bước, xung quanh hư ảnh lại có thêm bốn thanh phi kiếm, cứ như vậy, phi kiếm ngày càng nhiều. Lần này, hư ảnh cầm kiếm vung lên, không ngừng lùi sau. Ông lão canh tháp nhìn cảnh này, vẻ mặt kinh hãi, vừa đánh vừa học. Trong tháp, giọng nói bí ẩn bỗng khẽ nói, tiểu tháp, hay để ta dạy hắn đi. Ta thấy để hắn trong tay ngươi hơi bị phí của rời. Tiểu tháp bình tĩnh nói, chẳng phải ngươi nói trên đời này không ai đủ tư cách làm đồ đệ của ngươi à. Năm xưa ngươi còn chê cả tiểu chủ đấy. Giọng nói bí ẩn im lặng một lát rồi nói, hỏi ngươi một câu nhé, nếu đặt ba thế hệ người nhà họ vào cùng một thời, đều không có chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực thì ngươi thấy ai sẽ trở thành người mạnh nhất? Tiểu tháp im lặng. Ai mạnh nhất? Tiểu tháp im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức trả lời câu hỏi của ngươi sao? Giọng nói bí ẩn. Tiểu tháp bình tĩnh nói, sau này ngươi đừng hỏi ta những câu hỏi chí mạng như vậy nữa. Ta không đắc tội nổi, cảm ơn. Giọng nói bí ẩn im lặng. Bây giờ tiểu tháp đã trở nên thận trọng hơn. Trên đài tỷ võ, hư ảnh lùi lại mấy trăm trượng, xung quanh hắn ta có hàng trăm thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm này bay ra từ không gian xung quanh, nối tiếp nhau, chằng chịt vô cùng khó lường. Hư ảnh liên tục lùi lại, cuối cùng sau khi lùi lại khoảng trăm trượng, hư ảnh đột nhiên dừng bước, lúc này... Một thanh phi kiếm đột nhiên chạm vào lông mày của hư ảnh. Sắc mặt Diệp Quân tái nhợt, sức lực cả người cực kỳ suy yếu. Lần ngự kiếm này đã tiêu hao toàn bộ huyền khí và sức lực của hắn, hơn nữa thuật ngự kiếm cũng tiêu hao một lượng lớn thần lực. Nếu không có khôi phục đan thì hắn căn bản không thể sống sót tới bây giờ. Kiệt sức. Diệp Quân nằm trên mặt đất, hắn tự uống một viên trị thương đan và khôi phục đan, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Khuyết điểm vẫn còn rõ ràng. Cảnh giới quá thấp. Cảnh giới tự thân của hắn căn bản không cách nào chống đỡ được cảnh giới kiếm đạo của hắn, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không một khi trận chiến kéo dài càng bất lợi với hắn. Nhưng hắn vẫn không có ý định nhanh chóng thăng cấp cảnh giới. Hắn vẫn lựa chọn làm đâu chắc đấy. Thà bây giờ chịu khổ còn hơn sau này chịu khổ. Hư ảnh ở phía xa cũng không ra tay nữa, hắn ta đứng ở đó. Im lặng không nói gì, dáng vẻ thắc mắc khó hiểu. Hắn ta bị kiếm kỹ của bản thân đánh bại sao? Trước đây đều là hắn ta học từ người khác, nhưng bây giờ người khác cũng đang học theo hắn ta. Hư ảnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quân lẳng lặng nằm trên mặt đất, trong đầu nghĩ đến trận chiến trước đó. Phân tích sau cuộc chiến. Đây là điều mà hắn thích làm nhất. Vì điều đó giúp hắn tìm ra điểm yếu của mình và cải thiện nó. Thời điểm này, hắn rất phấn khích. Bởi vì kiếm kỹ của hư ảnh đã giúp hắn mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Hóa ra phi kiếm có thể chơi như vậy. Không thể không nói, thuật ngự kiếm này thật sự quá khủng bố, người bình thường căn bản không có cách nào chống cự, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá nhiều, mà còn là tiêu hao toàn diện. Sau nửa canh giờ, Diệp Quân chậm rãi đứng lên. Hư ảnh cũng không rời đi, mà đứng đó chờ hắn. Rõ ràng, hắn ta vẫn không phục. Diệp Quân quan sát hư ảnh, mời. Hư ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Xẹt. Không gian trước mặt Diệp Quân đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm đâm tới. Sắc mặt Diệp Quân bình tĩnh, khi kiếm cách lông mày hắn mấy tấc, chân phải khẽ động. Vào lúc này, hư ảnh đột nhiên xoay người, tung ra một nhát kiếm. Xoẹt. Nhát kiếm này đâm vào không khí. Hư ảnh sững sờ. Lúc này, một thanh kiếm chạm vào lưng hắn ta. Hư ảnh trầm lặng, bàn tay cầm kiếm giơ trong không trung. Lần này, Diệp Quân không giống trước. Ngươi cho rằng ta sẽ đoán ý ngươi sao? Không. Bây giờ ta cũng không đoán nữa. Cường giả tuyệt thế sẽ không đoán tâm tư của lính mới, bởi vì có thể hắn không nghĩ được nhiều như ngươi nghĩ. Diệp Quân thu kiếm. Khẽ cúi người hành lễ, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thật ra hắn có thể sớm kết thúc trận chiến,
nhưng hắn muốn xem cực hạn của hư ảnh và bản thân đến đâu nên không sử dụng chiêu này. Nhiều khi người thông minh rất dễ bị mắc sai lầm bởi sự thông minh của mình. Ngay lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, chờ đã. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt, quay đầu nhìn hư ảnh, ngươi là người thật hả? Hư ảnh lắc đầu, không. Diệp Quân chớp mắt, vậy ngươi là cái gì? Hư ảnh nói, ta là ý thức của vô số võ giả ngưng tụ thành, nhiệm vụ chính là thu thập các tư liệu chiến đấu ở đây để võ các nghiên cứu. Diệp Quân nhíu mày, võ các. Hư ảnh gật đầu, xòe bàn tay ra, một tấm huy hiệu màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân, mặt ngoài huy hiệu là một lầu các, trên lầu các có ba chữ nhỏ, tiên bảo các. Ở mặt trái của huy hiệu có chữ võ. Diệp Quân không hiểu lắm, đây là gì? Hư ảnh nói, võ huân. Diệp Quân hỏi, có tác dụng gì? Hư ảnh nói, cầm huy hiệu này, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào đỉnh thí luyện để thí luyện. Hơn nữa, ngươi có thể được hưởng miễn phí tất cả các địa điểm thí luyện trong tiên bảo các và được ứng trước một khoản tiền ở bất kỳ đâu trong tiên bảo các, hạn mức là 3.000 vạn, mỗi năm một lần. Diệp Quân nhìn hư ảnh, nói cách khác. Ta có thể lấy được 3.000 vạn kim tinh ở tiên bảo các mỗi năm sao? Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta bị tiên bảo các cho vào danh sách đen rồi. Hư ảnh sửng sốt. Diệp Quân quan sát hư ảnh, ngươi có thể đưa tiền cho ta trước không? Ta sợ đến tiên bảo các thì bọn họ sẽ không đưa cho ta. Hư ảnh lắc đầu, xin lỗi, ta không có tiền. Diệp Quân im lặng. Hư ảnh nói. Huy hiệu này là do võ các chế tạo, tiên bảo các phải tuân theo nó. Diệp Quân hỏi, nếu không tuân theo thì sao? Hư ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu không tuân theo thì ngươi có thể giết bọn họ, sau đó để võ các chịu trách nhiệm. Diệp Quân sửng sốt. Hư ảnh đột nhiên nói, đánh với ngươi một trận, rất sảng khoái. Kiếm tu, ta rất chờ mong ngươi lại tới đây. Vừa nói hắn ta dần trở nên hư ảo. Diệp Quân khẽ gật đầu, gặp lại sau. Nói xong hắn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh đài tỷ võ phía xa, không gian chấn động, sau đó, một pho tượng chậm rãi bay lên từ dưới đất. Bức tượng này trông giống hệt hắn. Ở dưới pho tượng, có hai chữ lớn, Diệp Quân. Diệp Quân khẽ cười, không thể không nói, tiên bảo các thực sự rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Pho tượng này đặt ở đây thực sự thỏa mãn lòng hư vinh của con người. Diệp Quân xoay người rời đi. Lúc này, ông lão canh tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân quan sát ông lão không nói gì. Ông lão canh tháp cười nói, chúc mừng Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, lần này, ta thu hoạch được rất nhiều. Hắn vừa nói vừa ôm quyền, cảm ơn ý tốt của tiền bối, nếu không có tiền bối giúp đỡ. Ta không thể an tâm tu luyện ở đây. Diệp Quân ghi nhớ ân tình của tiền bối. Nghe vậy, nụ cười trên mặt ông lão canh tháp càng thêm sán lạn. Diệp Quân nói, tiền bối, ta muốn đến tầng chữ thần. Tầng chữ thần. Vẻ mặt ông lão canh tháp lập tức trở nên nghiêm trọng. Diệp công tử, ta biết thực lực của ngươi, nhưng tầng chữ thần vô cùng đặc biệt. Ta khuyên ngươi không nên đi vào lúc này. Diệp Quân không hiểu, là sao? Ông lão canh tháp trầm giọng nói, từ khi thành lập Huyền Tháp tới nay, chỉ có hai người tiến vào tầng này, hai người này đã từng là thiên tài yêu nghiệt ở Trung Thổ Thần Châu, hơn nữa một người trong đó còn là người đứng đầu trong cuộc tranh giành số mệnh đại đạo, nhưng hai người họ đều chết ở trong đó. Diệp Quân khẽ cau mày, đều chết hết sao? Ông lão canh tháp gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đúng vậy. Thí luyện ở tầng chữ đế vẫn là bình thường nhưng thí luyện tầng chữ thần thì hoàn toàn không bình thường nữa. Diệp Quân hơi ngẫm nghĩ, sau đó nói, ông nói như vậy, ta càng cảm thấy kích thích. Khuôn mặt ông lão canh tháp cứng đờ. Diệp Quân nói, tiền bối, ông có khôi phục đan và trị thương đan không? Ta muốn mua một ít. Ông lão canh tháp nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, trong đó có 10 viên khôi phục đan và trị thương đan. Diệp công tử dùng trước đi, nếu không đủ ta có thể ra ngoài mua giúp ngươi. Diệp Quân gật đầu, sau đó định đưa tiền, ông lão canh tháp vội vàng xua tay, không cần tiền. Diệp Quân nhìn ông lão canh tháp, ông ta cười nói, chỉ là vài viên đan dược, cần gì phải trả tiền chứ. Vừa nói, ông lão vừa lấy ra một cái nhẫn không gian khác đưa cho Diệp Quân, Diệp công tử, ta trả lại cái này cho ngươi,
Còn chuyện của Tiên Bảo Các, yên tâm, nơi này đều do ta quản lý, chỉ cần Diệp công tử không bị lộ thì chắc chắn người bên ngoài sẽ không biết, mà bị lộ cũng không sao, ta sẽ nói là không biết gì. Diệp Quân trầm giọng nói, như vậy sẽ không làm liên lụy đến ông chứ? Ông lão canh tháp cười nói, không sao. Diệp Quân ôm quyền, nghiêm túc nói, cảm ơn ông. Ông lão canh tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử muốn đi tới tầng chữ thần thật sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Ông lão canh tháp nói, được, vậy ta sẽ đưa Diệp công tử đến tầng chữ thần. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một lệnh bài màu đen, sau khi kích hoạt lệnh bài, ông ta và Diệp Quân biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hai người đi tới một khoảng tinh không, cách tinh không không xa có một cánh cửa màu đen, trên cánh cửa có một chữ thần rất to. Tầng chữ thần. Ông lão canh tháp trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không thể đi vào tầng này, người hãy cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn đi về phía cánh cửa. Ông lão canh tháp nhìn Diệp Quân rời đi, trầm mặc suy tư. Ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện của Diệp Quân, dù sao kẻ địch của Diệp Quân là người mang thiên mệnh, bây giờ Tiên Bảo Các đứng về phía người mang thiên mệnh, nhưng sau khi chứng kiến tài năng và thực lực đáng sợ của Diệp Quân, ông ta quyết định thử xem. Nhớ đâu Diệp Quân thắng người mang thiên mệnh thì sao? Diệp Quân đang bị tất cả mọi người nhắm vào, bây giờ giúp hắn một chút, chẳng khác nào giúp người khi gặp nạn, sau này nếu Diệp Quân thật sự trở mình, nhất định sẽ nhớ kỹ người đã giúp hắn khi hắn gặp khó khăn. Loại ân tình giúp người khi gặp nạn rất đáng quý. Rủi ro rất lớn, nhưng lợi ích sau này cũng rất lớn. Mẹ nó! Thử xem! Ngộ nhớ đúng thì sao? Hơn nữa, ông ta phát hiện Diệp Quân rất giống Tần Các Chủ, đặc biệt là lông mày, giống như đúc từ một khuôn. Tần Quan! Diệp Huyên! Diệp Quân! Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu ông lão canh tháp, lẽ nào Diệp công tử này là con trai của Tần Các Chủ và kiếm chủ nhân gian? Nghĩ tới đây, ông lão canh tháp lắc đầu bật cười, sao có thể chứ? Nếu đây thật sự là con trai của Tần Các Chủ, với tính cách bao che con cái của Tần Các Chủ, có lẽ sau này Tiên Bảo Các sẽ gặp rất nhiều tai ương. Sau khi Diệp Quân bước vào cánh cửa đó, một luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt hắn, một giây sau, hắn xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu, xung quanh vô tận không có điểm dừng. Bầu trời xám xịt, cộng với cảm giác một ngạt nặng nề đè ép. Lúc này, trời đất đột nhiên chấn động rung chuyển. Sắc mặt Diệp Quân trở nên vô cùng nghiêm trọng, âm thầm phòng bị. Sau một lúc, ở nơi cách Diệp Quân mười mấy trượng, một người phụ nữ chậm rãi bước ra, khi người phụ nữ xuất hiện, Diệp Quân sửng sốt, là tiền bối. Người phụ nữ bước ra không ai khác chính là người phụ nữ trong Thương Võ Thần. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng dài như tuyết, vô cùng trong sáng, cực kỳ xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại hờ hững, không chút cảm xúc. Võ Thần. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân hơi bất ngờ, hắn không ngờ vị tiền bối này lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Diệp Quân, người phụ nữ vẫn bình lặng như nước, trong đôi mắt không một tia gợn sóng, như không hề quen hắn. Cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, Diệp Quân chợt cảm thấy nghi ngờ và cảnh giác, hắn lùi lại phía sau. Thấy chuyện chẳng lành, tránh xa trước đã. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Quân, tên khốn, cô ta không phải bản thể, cũng không phải thần hồn, mà được phục chế từ võ các của Tiên Bảo Các, nên chỉ có ý thức chiến đấu, không có bất kỳ cảm xúc nào đâu. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Võ Thần. Vị tiền bối này là võ thần. Hắn không ngờ võ các nào đó của Tiên Bảo Các lại có thể phục chế ra một vị võ thần. Đánh với võ thần ư? Diệp Quân bỗng trở nên phấn khích, hắn rất thích cảm giác cận kề cái chết. Bởi vì khi bên bờ vực của cái chết mới có thể phát huy tối đa tiềm lực của mình, khiến bản thân đạt đến cực hạn, hơn nữa còn có thể vượt qua cực hạn của bản thân. Sống là phải cuồng nhiệt. Diệp Quân cảm thấy máu mình đang sôi sục. Tiểu Tháp nói, đừng kích động quá sớm, mặc dù cảnh giới của cô ta bị áp chế, nhưng vẫn có ý thức võ thần đáng sợ, hơn nữa cô ta không có cảm xúc, cô ta sẽ giết ngươi thật đấy. Diệp Quân gật đầu, run giọng nói, ta hiểu, nhưng gia vẫn rất phấn khích, ta không khống chế được chính mình. Tháp gia, tại sao khi giết người hoặc chuyện kích động, ta đều không thể chống chế được bản thân?
Đặc biệt là máu trong cơ thể ta như muốn tỉnh lại, tháp gia, nhà ta chẳng lẽ có bệnh di truyền sao? Tiểu tháp không nói nên lời. Bệnh di truyền? Nhà các ngươi có bệnh thần kinh thì đúng hơn. Tiểu tháp suy nghĩ một lát rồi nói, đây chỉ là tinh thần kích động thuần túy mà thôi, hơn nữa, người độc thân lâu quá rồi. Lâu lắm rồi không được làm chuyện kia, cho nên, người hiểu không? Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân hơi hoang mang. Chuyện này liên quan gì đến độc thân? Mẹ nó! Tháp gia này đang chơi mình. Tháp gia này không biết học từ ai, không trêu đùa thì cũng làm quá lên, không nghiêm túc chút nào. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, sau đó không chế cảm giác phấn khích trong cơ thể. Một lát sau, hắn nhìn võ thần kia, xòe bàn tay ra, kiếm lập tức biến mất. Tiểu tháp khó hiểu, người định làm gì? Diệp Quân híp mắt nói, đánh. Tiểu tháp nghi hoặc. Lúc này, võ thần kia chợt biến mất tại chỗ. Đồng tử của Diệp Quân co rút, vừa nhìn đã thấy tốc độ của đối phương vô cùng đáng sợ, nhanh đến mức hắn không nhìn rõ dấu vết của đối phương. Diệp Quân vung tay phải lên. Bùm! Trong nháy mắt, Diệp Quân lùi về sau mấy chục trượng, hắn còn chưa kịp dừng lại, một tàn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân vọt sang bên phải, nhưng trong khoảnh khắc hắn bay lên, một bàn tay nắm chặt chân phải của hắn. Sau đó, hắn có cảm giác mình tiếp xúc với mặt đất. Rầm, mặt đất nứt lìa. Cơn đau dữ dội từ phía sau khiến Diệp Quân cau mày. Võ thần xông tới đá một cước vào bụng hắn. Rầm, Diệp Quân lập tức bay ra ngoài. Động tác uyển chuyển khiến hắn không thể đánh trả. Diệp Quân bay lên mấy chục trượng, sau đó đập mạnh xuống đất, vừa tiếp đất, mặt đất đã nứt lìa, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này, tiểu tháp vội vàng nói, mau rút kiếm đi. Diệp Quân không quan tâm tới tiểu tháp, hắn vừa tiếp đất, vị võ thần kia đã xuất hiện trước mặt hắn như bóng ma, sau đó đấm hắn một cú. Mặc dù không có lực đấm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy sức ép mạnh mẽ, giống như trăm ngọn núi đè xuống. Diệp Quân nhìn nắm đấm phóng tới, hắn nheo mắt, lúc này trong đầu hắn hiện lên hàng trăm cách đối phó. Nhưng, trước nắm đấm này, hắn có cảm giác đối phương đã chặn hết mọi biện pháp chống lại của mình. Một cú đấm đã chặn hết tất cả lối thoát của hắn. Bất lực, Diệp Quân chỉ có thể dùng tay chống đỡ. Trong chốc lát, Diệp Quân bay ngược ra sau, ngay lúc đó, võ thần dùng tay phải nắm lấy chân phải của hắn, sau đó kéo ngược hắn lại tiếp đất lần nữa. Diệp Quân đập mạnh xuống đất, mặt đất lại nứt lìa, cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt hắn méo mó. Nhưng vẫn chưa kết thúc, hắn vừa tiếp đất, võ thần đã lao tới đá mạnh vào bụng hắn, người hắn cong lại, bay ra ngoài. Hắn vừa bay ra, nữ võ thần lại xông tới, đấm thẳng vào mặt hắn. Cảm nhận được một cú đấm mạnh mẽ đánh tới, Diệp Quân lại dùng tay chống đỡ. Rầm! Diệp Quân bay ra xa trăm trượng, cuối cùng đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tháp lo lắng nói, mau rút kiếm ra. Không rút kiếm, ngươi sẽ. Lúc này, giọng nói bí ẩn vang lên, hắn đang học tập. Tiểu tháp sững sờ. Giọng nói bí ẩn nhẹ nhàng nói, cho dù dùng kiếm, hắn cũng không phải là đối thủ của vị võ thần này. Xem đi, lúc hắn rút kiếm, có thể sẽ có bất ngờ. Tiểu tháp không nói nữa. Vừa đáp xuống đất, vị võ thần kia lại lao tới. Diệp Quân đang nằm trên mặt đất dùng tay phải vỗ mạnh xuống đất. Cả người bật giật, lần này. Hắn không rút lui hay né tránh, mà tung một cú đấm. Đối đầu trực diện. Rắc. Hai nắm đấm chạm vào nhau, cánh tay phải của Diệp Quân đứt lìa, sau đó bay ngược ra sau. Lúc này, võ thần bắt lấy cánh tay đã đứt lìa của Diệp Quân, sau đó kéo mạnh về phía mình. Nhưng đúng lúc này, trong lòng bàn tay của Diệp Quân bị võ thần nắm lấy, phóng ra một thanh kiếm. Xuất kiếm rồi. Bởi vì võ thần kéo Diệp Quân về phía mình. Vì vậy khi Diệp Quân xuất kiếm, có thêm lực kéo của võ thần, tốc độ thanh kiếm càng nhanh hơn. Vụt! Rầm! Diệp Quân bay ra ngoài trăm trượng, hắn vừa tiếp đất, cả người rách nát, máu tươi nhuốm đỏ quần áo. Nhưng ở phía xa, võ thần lại đứng yên tại chỗ. Bởi vì thanh kiếm đã đâm vào giữa lông mày của võ thần. Lấy vết thương đổi mạng. Võ thần đứng yên tại chỗ, dần trở nên hư ảo. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Diệp Quân nằm trên mặt đất, uống một viên đan dược, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc này, hắn cảm giác toàn thân như mềm nhũn. Tiểu Tháp nói, ngươi không rút kiếm từ đầu là để đợi khoảnh khắc này sao? Diệp Quân nhẹ giọng nói, thực lực của ta chắc chắn không bằng võ thần, nếu ta rút kiếm ngay từ đầu thì sẽ không thắng nổi. Bởi vì một khi võ thần biết được tốc độ kiếm của ta, ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, ta chỉ có thể chịu đòn, làm quen với cách đánh của võ thần, sau đó rút kiếm vào thời khắc then chốt, cho võ thần một đòn chí mạng, ta chỉ có một cơ hội để ra tay mà thôi. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân nói tiếp, ý thức chiến đấu, sức mạnh và tốc độ của võ thần có thể nghiền nát ta, ta chỉ có thể tỏ ra yếu đuối, khiến võ thần mất cảnh giác, sau đó bất ngờ tấn công, nếu không ta không phải là đối thủ của võ thần. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, đối mặt với cường giả mạnh hơn chúng ta nhiều, phải tỏ ra yếu thế sau đó ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Tháp thở dài. Nó biết nếu Diệp Quân rút kiếm ngay từ đầu thì thực sự sẽ không có cơ hội. Đối đầu trực diện. Hoàn toàn không có khả năng. Võ thần này có ý thức chiến đấu, mặc dù cảm giới đã bị áp chế, nhưng vẫn có thể đánh bại Diệp Quân. Trong tình huống này, Diệp Quân không thể đối đầu trực diện. Giọng nói bí ẩn vang lên, đầu óc của thằng nhóc này thật đáng sợ. Cứ tưởng sau khi đột phá, hắn sẽ hoành hoang hơn, nhưng không ngờ hắn vẫn hiểu rõ thực lực của bản thân, không hề kiêu ngạo hay đánh giá thấp kẻ thù. Thật đáng sợ. Tiểu Tháp cười nói, do ta dạy tốt. Trầm mặc một lát, giọng nói thần bí nói, da mặt ngươi còn dày hơn cả tiểu chủ nhân của ngươi. Tiểu Tháp. Lúc này, Diệp Quân ngồi bật dậy, hưng phấn nói, Tháp gia. Ta biết vì sao lúc nãy một đấm của võ thần có thể bóp chết ta rồi. Tiểu Tháp sững sờ, sau đó nói, tại sao? Diệp Quân kích động nói, là khí thế, từ khí thế võ thần đã coi thường ta, giống như nhất kiếm định sinh tử, khi ta rút kiếm, ngươi nhất định phải chết, loại khí thế này đến từ đâu? Là thực lực, là kinh nghiệm và sức mạnh sau vô số trận chiến. Khi võ thần tung nắm đấm, võ thần không hề sợ bất kỳ đòn tấn công và phản kháng nào của ta. Bởi vì khi đấm, võ thần đã nhìn thấy tất cả khả năng của ta, chặn hết đường thoát thân của ta, cho dù ta phản ứng thế nào thì võ thần cũng có thể lập tức phản ứng. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi siết chặt hai tay, người mới bắt đầu sẽ học từ đơn giản đến phức tạp, đạt đến một trình độ phức tạp nhất định sẽ trở về đơn giản, đại đạo rất đơn giản, thức phức tạp nhất lại càng đơn giản. Đại đạo rất đơn giản. Bùm! Đột nhiên! Thương võ thần trong cơ thể Diệp Quân phóng thẳng lên trời. Tiểu Tháp kinh ngạc nói, hắn, thành võ thần rồi sao? Giọng nói bí ẩn, không tính. Tiểu Tháp khó hiểu, tại sao? Giọng nói bí ẩn giải thích, bây giờ hắn chỉ được coi là chuẩn võ thần, bởi vì hắn mặc dù đã giác ngộ, nhưng vẫn chưa đạt được. Đại đạo rất đơn giản, bây giờ hắn đang ở giai đoạn phức tạp, muốn đạt tới giai đoạn đơn giản không hề dễ dàng. Biết và làm được là hoàn toàn khác nhau. Chỉ là tên này mới đấu với võ thần một trận mà đã phát hiện ra vấn đề này, có thể thấy hắn là thiên tài hiếm có. Tiểu Tháp cười nói, có ta dẫn dắt tất nhiên phải khác rồi. Dưới sự dạy bảo của ta, ông nội và cha hắn đã vô địch, tiếp theo hắn cũng sẽ vô địch. Cha, ta nghĩ mình nên tự phong một danh hiệu, gọi là Tháp Đạo Sư Bất Khả Chiến Bại. Giọng nói bí ẩn. Lúc này... Diệp Quân nói, trong biển ý thức của ta, có vô số hình ảnh chiến đấu của cường giả, trước đây ta từng quan sát bọn họ chiến đấu rồi học hỏi từ họ, nhưng khi đấu cùng võ thần, ta mới phát hiện ra rằng càng muốn giác ngộ thì càng không được, thực chiến mới là vương đạo. Vừa nói hắn vừa tung một quyền, thoạt nhìn đây chỉ là một quyền đơn giản, nhưng đằng sau quyền này có thể có công lực trăm năm, ngàn năm. Vì vậy, ta cần chiến đấu, ta muốn chiến đấu. Nói xong. Hắn rời đi, sau đó lại bước vào. Khi hắn bước vào, vị võ thần kia lại xuất hiện. Diệp Quân nhìn võ thần, phấn khích nói, đấu tiếp. Nói xong, hắn xông lên. Trong thư viện của vũ trụ quan huyên, trên đỉnh núi của một ngọn núi cao vạn trượng, một chàng trai đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt như đang hòa cùng trời đất. Người mang thiên mệnh. Sau khi gia nhập thư viện quan huyên, gã lập tức được thư viện huấn luyện. Tất cả tài nguyên đều là tốt nhất. Danh tiếng của gã cũng vượt qua Diệp Quan Chỉ và viện chủ võ viện Trần Qua. Có thể nói, bây giờ gã là nhân vật tài giỏi nhất trong thư viện quan huyên. Lúc này, người mang thiên mệnh đột nhiên mở mắt. Bỗng chốc,
giữa trời đất xuất hiện vô số sức mạnh đáng sợ, như sấm sét, địa hỏa, hàn phong, dày đặc, vô cùng đáng sợ. Cảnh giới đăng phong. Người mang thiên mệnh chậm rãi đứng dậy, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt gã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, người mang thiên mệnh vội vàng lành lễ, sư phụ. Người trước mặt là đại võ quan của thư viện Quan Huyên. Đại võ quan phụ trách dạy võ cho tất cả đệ tử trong thư viện Quan Huyên, địa vị chỉ sau viện chủ võ viện và chủ tịch võ viện. Quan trọng nhất là vị đại võ quan này từng đến chiến trường hư chân, người có thể sống sót ở nơi đó đều rất đáng sợ. Đại võ quan nhìn đánh giá người mang thiên mệnh một lượt, hơi ngạc nhiên hỏi, cảnh giới đăng phong rồi à? Người mang thiên mệnh gật đầu, cười nói, vâng. Gã dừng lại rồi hỏi tiếp, Diệp Quân đang ở cảnh giới nào? Võ quan nói, cảnh giới diệt không? Nghe vậy, người mang thiên mệnh cau mày, vẫn ở diệt không ư? Võ quan gật đầu. Người mang thiên mệnh trầm mặc. Võ quan nhìn người mang thiên mệnh, trận chiến ngày đó, thua không cam lòng sao? Người mang thiên mệnh lắc đầu, thua là thua, không có gì phải không cam lòng, là do bản lĩnh của ta không bằng người khác, ta thua là phải. Ta phải cảm tạ hắn ngày đó đã đánh bại ta, nếu không, ta sẽ không thể buông bỏ bản thân, nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót. Ánh mắt võ quan hiện lên sự khâm phục, thắng thua nhất thời không tính là gì cả, con đường võ đạo không chỉ là nhất thời, mà còn cả tương lai, người có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng. Người mang thiên mệnh gật đầu, ta hiểu rồi. Lần này ta sẽ không thua nữa. Ta sẽ không bao giờ thua nữa. Võ quan hơi nheo mắt, người nắm chắc phần thắng không? Người mang thiên mệnh khẽ nhếch miệng, nhắm mắt lại, thầm niệm chú. Bùm! Giữa hai lông mày gã đột nhiên xuất hiện một dấu ấn vàng. Nhìn thấy dấu ấn vàng, sắc mặt võ quan lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đạo ấn! Là đạo ấn từng theo kiếm chủ nhân gian. Sau trận chiến năm đó, kiếm chủ nhân gian đã trả lại đạo ấn cho đạo môn đạo quân, mà lúc này, đạo ấn lại nằm trong tay người mang thiên mệnh. Người mang thiên mệnh siết chặt hai tay, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt, bình tĩnh nói, ta sẽ trở thành viện trưởng tốt nhất. Diệp Quân sẽ là hòn đá đầu tiên giúp ta bước lên đỉnh cao. Đời này ta nhất định vô địch. Gã muốn thừa kế ngôi vị. Viện trưởng. Đại võ quan lặng thinh. Từ sau khi kiếm chủ nhân gian mất tích, thư viện không có viện trưởng nữa. Tại sao? Ai có thể làm viện trưởng đây? Ai dám làm chứ? Tín công chúa và Minh Hoàng có quyền thế vô cùng cao, cũng không có để tâm nhiều đến vị trí này. Không phải không dám nghĩ mà là không thể nào nghĩ đến, vì không ai tin phục cả. Đừng thấy hai người họ quyền thế ngút trời, trong tay có đại quân hàng trăm vạn người. Lại là thành viên của nội các mà lầm, chỉ cần họ dám có ý nghĩ gì với vị trí đó, họ có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi người đều thầm hiểu chức vụ viện trưởng chỉ có thể là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian hoặc là truyền nhân của kiếm chủ nhân gian đảm nhận. Nếu không thì không ai tin phục cả. Người mang thiên mệnh. Thật ra lúc đầu thư viện cũng nghi ngờ người mang thiên mệnh là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian, dù sao người mang thiên mệnh của hai đời trước là cha con. Nhưng tiếc là thư viện đã không tìm thấy huyết mạch phong ma trong người của người mang thiên mệnh. Có hai khả năng, một là người mang thiên mệnh chưa thức tỉnh huyết mạch phong ma, hai là người mang thiên mệnh không phải là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian. Lúc này đạo ấn xuất hiện ở trong tay người mang thiên mệnh, điều này có nghĩa gì? Tức là cho dù người mang thiên mệnh không phải là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian thì đó cũng có thể là truyền nhân của kiếm chủ nhân gian. Có cơ hội kế thừa vị trí không? Không phải là không có cơ hội. Đại võ quan híp mắt lại, lúc này trái tim đã tĩnh mịch rất nhiều năm của ông ta bắt đầu sao động. Lúc đầu ông ta làm giáo viên của người mang thiên mệnh là mệnh lệnh của nội các, nhưng lúc này ông ta thật sự muốn làm công việc này. Đây có thể là một cơ hội tốt hàng ngàn khó gặp với ông ta. Nếu thành công thì sẽ một bước lên trời. Lúc này người mang thiên mệnh bỗng nhìn về phía đại võ quan, gã chào ông ta nói, thầy ơi! Ta biết muốn kế thừa vị trí quan trọng này vô cùng khó khăn nên ta muốn người giúp ta một tay, nếu ta thừa kế vị trí này, ta sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của người. Gã biết gã muốn thừa kế vị trí này thì phải được rất nhiều người ủng hộ, mà đại võ quan trước mặt này cũng vô cùng quan trọng. Đại võ quan im lặng một lúc rồi hỏi, tiên bảo các ủng hộ ngươi như thế có phải là vì đã biết chuyện ngươi được đạo ấn nhận chủ không?
Người mang thiên mệnh gật đầu, vâng. Đại võ quan im lặng. Người mang thiên mệnh lại nói, hai thế lực mạnh nhất hệ Ngân Hà là Vị Lai Tông và Ngân Hà Tông cũng ủng hộ ta. Đại võ quan cảm thấy ngạc nhiên, họ cũng ủng hộ ngươi ư. Người mang thiên mệnh gật đầu. Lúc này đại võ quan đã rất kinh hoàng. Mặc dù thực lực của Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông không bằng Thư viện Quan Huyên, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, hơn cả Cửu Thiên Thập Địa. Bây giờ Tiên Bảo Các, Vị Lai Tông, Ngân Hà Tông đều ủng hộ người mang thiên mệnh, hơn nữa rất nhiều gia tộc trong thư viện cũng đứng về phía người mang thiên mệnh. Muốn thừa kế vị trí này cũng không phải không có khả năng. Không đúng, là hoàn toàn có thể. Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đại võ quan đưa ra quyết định, ông ta nhìn người mang thiên mệnh, khẽ nói, thư viện đã không có thủ lĩnh trong nhiều năm như thế, cũng nên chọn ra viện trưởng rồi. Nghe thế người mang thiên mệnh mừng rỡ. Đại võ quan, chức vụ này là chức vụ có thực quyền, ít nhất võ viện có hơn 80% đều là người được ông ta dạy bảo, học trò ở khắp thiên hạ. Được ông ta ủng hộ thì tiếng nói của gã ở thư viện sẽ có trọng lượng hơn, nhất là ở võ viện. Đại võ quan trầm giọng nói, nếu ngươi muốn trở thành thiếu chủ của thư viện thì vẫn phải được nội các và bốn gia tộc siêu cấp đó ủng hộ. Người mang thiên mệnh lặng thinh. Bốn gia tộc siêu cấp. Cổ tộc, Nguyệt tộc, Thần tộc Thái Sơ và một gia tộc lâu đời Dương tộc. Mặc dù gã là người mang thiên mệnh nhưng bây giờ gã cũng vô cùng kiêng dè bốn gia tộc lớn này. Chỉ một gia tộc thôi cũng là sự tồn tại đáng sợ có thể khiến vũ trụ quan huyên đảo điên. Đại võ quan bỗng nói, đừng nóng vội, chuyện này không thể vội vàng, phải từ từ chậm rãi. Bây giờ bước đầu tiên chúng ta cần phải làm là trận chiến giữa ngươi và Diệp Quân. Ngươi nhất định phải thắng trận chiến này, chỉ cần ngươi thắng được trận này thì danh tiếng của ngươi sẽ đạt tới đỉnh cao, khi đó với thân phận đặc biệt của ngươi, danh vọng ở vũ trụ quan huyên của ngươi cũng sẽ đạt tới đỉnh cao, đến lúc đó cho dù là bốn gia tộc siêu cấp cũng không dám xem thường ngươi. Người mang thiên mệnh gật đầu, ta hiểu rồi. Đại võ quan gật đầu nói, thân phận của ngươi khá đặc biệt, lại có Tiên Bảo Các, Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông ủng hộ, chỉ cần ngươi mở lòng kết giao. Ngoài bốn gia tộc lớn thì các gia tộc còn lại, kể cả Cửu Thiên Thập Địa đều sẽ rất sẵn lòng xích lại gần ngươi. Cho nên nhất định phải thắng trong trận chiến giữa ngươi và Diệp Quân. Người mang thiên mệnh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, con sẽ tự tay giết hắn để chứng minh với mọi người con mới là nhân vật chính ở thế hệ này. Đại võ quan bỗng nói, dẫn ngươi đến một nơi đặc biệt để tu luyện, sau khi ngươi ra khỏi đó, ta tin chắc trong số những người cùng cấp bậc. Chỉ có Diệp Quan Chỉ và Trần Qua mới là đối thủ của ngươi. Người mang thiên mệnh vội cúi người với đại võ quan, cảm ơn người. Đại võ quan vung tay phải lên rồi dẫn người mang thiên mệnh biến mất khỏi chỗ đó. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đứng trước một tòa tháp cao. Người mang thiên mệnh hơi ngạc nhiên, đây là... Đại võ quan cười nói, võ tháp là nơi do các chủ của Tiên Bảo Các xây nên, tu luyện trong tháp này. Một năm ở bên trong tương ứng với một ngày ở bên ngoài. Nghe thế đồng tử người mang thiên mệnh co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Đại võ quan mỉm cười, nơi này rất đặc biệt, người bình thường không thể vào trong tu luyện, chỉ có yêu nghiệt tuyệt thế mới có tư cách bước vào nơi này. Hơn nữa người bình thường cũng không tiêu phí nổi khi tu luyện ở đây, vì một ngày tu luyện ở đây cũng tiêu tốn mấy chục vạn tiên tinh. Mấy chục vạn tiên tinh. Vẻ mặt người mang thiên mệnh trở nên đông cứng, mặc dù gã có tiền nhưng gã không phải là Tiên Bảo Các, tiền vô số kể. Một ngày mấy chục vạn tiên tinh, là một con số khá lớn. Đại võ quan nói, đi thôi. Người mang thiên mệnh lắc đầu tiền. Đại võ quan cười nói, bắt đầu từ bây giờ nơi này sẽ miễn phí cho ngươi. Người mang thiên mệnh sửng sốt. Đại võ quan mỉm cười, nơi này là do ta quản lý. Để thuận tiện thì không có ai quản ta cả. Người mang thiên mệnh cúi đầu thật sâu, cảm ơn người. Nói rồi hai người bước vào trong tháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.